Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Hẳn là những quý thính giả ở đây chúng ta đều còn nhớ bộ truyện Miếu Giao Long của Phan Thanh An đã được Huy phát sóng trong thời gian trước, khoảng thời gian trước Tết đó. Thì đó là một câu chuyện về một cậu pháp sư trẻ tên là Khang trong một lần có dịp về một vùng quê ở miền Tây thì đã ra tay giúp đỡ giải thoát, cứu được trọng thần, thoát khỏi một tên tà sư. Và câu chuyện lần này, Hát Giao Long, sẽ là câu chuyện thứ hai và cũng là sẽ là câu chuyện cuối cùng có liên quan tới cậu pháp sư trẻ tên Khang này. Lần này thì cậu sẽ về quê ăn Tết và vô tình phải đối đầu với một cái thế lực Hát Giao Long rất là tàn ác và cũng là gánh trên vai cái mối thù của gia tộc, của tổ tiên từ trăm năm trước. Cậu phải làm tất cả để bảo vệ cho gia tộc của mình, cho gia đình mình. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Hát Giao Long, tác giả Phan Thanh An. Bà Mười chăm chăm cái roi trên tay, ánh mắt nhìn thẳng thằng con trai, nửa thương lại nửa tức. Một tay bà xoa lên lưng nó, miệng vẫn không ngớt quở trách. Trời ơi là trời, con ơi là con, mày vào Sài Gòn học không lo học, còn bày đặt xăm hình hả con? Mày có tin tao quánh mày không? Đừng có nghĩ là hai mươi mấy tuổi rồi á mà tao không dám đánh đâu nha. Xăm như vậy á mà xăm được xăm đành à? Khang vừa xách vali về tới nhà, cởi cái áo ở trần cho mát thì bị mẹ đồ đánh rồi mắng cho té tát. Biết không thể tránh khỏi, nó lý nhí cất tiếng. Con thấy nó đẹp mà. Với lại thời nay á, ai lại kỳ thị xăm hình chứ mẹ. Con xăm vì nghệ thuật thôi mà. Nghệ với thuật cái gì? Nếu vậy sao mày không xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ thôi, còn đi xăm nguyên một con trọng to tướng sau lưng vậy? Tính làm giang hồ hay gì mà đòi xăm trọng? Xăm vậy rồi mày có gánh nổi nó không? Ông Mười ở sau nhà nghe tiếng bà Mười chửi xum xuê ở nhà trước, cũng nghe có giọng của con trai, biết là nó đã về đón Tết cùng với gia đình. Ông vội chạy từ dưới nhà dưới lên trên, miệng hô to đánh tiếng. Mày về rồi đó hả con? Đi xe có mệt không? Vừa lên tới nơi, đập vào mắt ông Mười là cái hình xăm rồng to tướng trên lưng của Khang. Ông đứng hình mất khoảng 10 giây, mắt nghiêm nghị nhìn Khang nhưng không nói gì. Hình như ông đang cố kìm nén một thứ gì đó. Đến khi không nén nổi nữa, ông mới đá mạnh vô cánh cửa rồi chửi xa xả lên. Mẹ mày chứ, tao cho mày tiền để mày đi học điều hay lẽ phải đem về đây, chứ tao có biểu mày đi học cái thối xăm hình của mấy thằng côn đồ sao? Cái gì đây, rồng hả? Mày thấy nó đẹp không hả? Từng tiếng thét như sấm động cứ liên tiếp trút xuống đầu Khang. Ông Mười nhìn nó mà tỏ vẻ bực tức chán nản. Rồi ông tiến một mạch vào trong phòng, mở tủ lấy ra 20 triệu ném mạnh xuống đất rồi bảo: Ngày mai á, mày phải xóa xong cái hình này cho tao, còn không thì đừng có về nhà nữa. Khang nhìn cục tiền dưới đất, nó run run đáp: Không có được đâu ba ơi, xóa đau lắm, còn để lại thẹo nữa. Thì mày xăm có đau không? Xăm được thì xóa được, dám làm thì dám chịu. Mày thốt ra cái câu đó mày có cảm thấy hèn không con? Khang chỉ biết quỳ im ở đó, cố gắng vểnh tay lên mà chịu trận. Nó vốn biết ba mẹ mình không thích xăm hình, thật ra sự việc cũng đâu phải nó muốn như vậy. Nếu hôm đó Giao Long không nhập vào cơ thể của nó thì bây giờ cái hình xăm đó đâu có xuất hiện ra để bị mắng té tát như thế này. Ba của Khang vốn là một người khó tính, có chút gia trưởng và sống rất lề lối, cho nên mọi lời nói và hành động của ông trong gia đình đều rất có trọng lượng. Với lại người lớn tuổi nói chung, và đặc biệt là người lớn tuổi ở quê, thì họ đa số đều chưa chấp nhận, thậm chí phát ghét những đứa xăm hình. Họ cho những người đó là hư hỏng, học đồi, du côn và mất dạy. Đang bị ăn chửi say sưa thì từ bên ngoài cổng, bác Bốn bước vào tính tìm gặp ông Mười. Vừa vào trong thấy Khang đã quỳ thụp ở đó, bác Bốn hỏi ngay: Ủa, mới về hả con? Sao rồi?
ở trong đó học hành ổn không con? Khang không dám đáp. Ánh mắt hình sự của ba nó vẫn đang ghim chặt vào từng nhất cử nhất động của nó. Ông Mười đáp thay luôn: ổn cái gì mà ổn anh Bung. Nó vô trong đó đó, em tưởng là học được cái gì hay ho, gối đem về kể cho cha cho mẹ. Ai ngờ đâu nó theo cái thói du côn mình, tập tành đi xăm hình nữa. Anh nhìn coi, nguyên một con trọng sau lưng nó kia kìa. Ông Bốn do tuổi đã cao, mắt lại mờ, nên đứng ở xa không nhìn rõ được. Tiến lại sát chỗ Khang, ông đưa mắt nhìn kỹ, tay thì chạm lên từng đường nét trọng đang uốn lượn. Bỗng nhiên ông tháo mắt kính ra, mắt trông ra xa suy nghĩ. Độ vài giây rồi quay sang nhìn ông Mười, mới nói: chú Mười ra đây anh nói cái này. Còn thằng Khang, con đứng dậy tắm rửa rồi ngủ một giấc cho lại sức đi con. Sáng mai dậy sớm phụ trộm hồ với chú bác, xây lại mộ cho ông cố bày nữa. Khang không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống cũng không dám đứng dậy. Nó sợ ba nó chưa cho phép nên không dám làm liều, dù hai đầu gối đã tê đi và đang mất dần cảm giác. Đứng dậy đi, bác cho phép đó. Để bác nói với ba mày cho. Chú Mười, ra đây anh với chú bàn chuyện. Thôi mày đứng dậy tắm rửa đi, đưa tiền cho mẹ mày đem vô cất. Còn nghỉ ngơi cho ngày mai ra phụ làm. Ăn Tết xong rồi tao xử mày sao? Khang vội cảm ơn rồi đứng dậy chùn ra sau ngay. Hai anh em lại cái bàn đá, chăm bình trà ấm rồi bàn chuyện. Đoàn uống được một hai hớp, ông Bốn nói: chuyện xây mồ mả mới cho ông nội của mình đó, thì mấy bữa nay anh em mình với chú Bảy chú Chính cũng tính cả rồi. Bữa nay lên chú chơi để nói chuyện hôm qua, anh gặp ông nội cưỡi hổ về nói chuyện. Ông nội nói cái gì với anh sao? Có chứ. Tối qua nội kêu ngày mai nhà mình có khách, tiếp đãi cho tử tế đàng hoàng. Với lại chuyện mồ mả của ông đó, thì cứ để cho vị khách đó với một người nam trong họ mình mang tuổi thịnh quyết định. Chuyện này ông nội bảo là đã sắp đặt từ trước rồi, dặn đám con cháu tụi mình không được làm trái lời. Ông Mười hớp một ngụm trà to rồi mới nói: nếu như theo lời ông nội dặn đó, thì hôm nay vị khách đó sẽ tới. Còn người nam trong họ mình mà mang tuổi thịnh thì lại đâu có ai chứ. Có chứ, thằng Khang đó anh chị, nó canh thịnh 2000 mà. Ông Mười cười to, sắc mặt nửa buồn cười nửa không tin, cho bảo: nó hả? Cái thằng ngổ ngáo đó thì làm được cái gì? Với lại nó còn nhỏ anh Bốn à, sao biết được mấy chuyện người lớn chứ? Không đâu, nó biết đó, thậm chí còn rành hơn tụi mình là đằng khác. Thật ra cái hình rồng trên lưng của nó không phải hình xăm đâu, là long hồn đó. Thấy em mình có vẻ không tin, ông Bốn liền giải thích: chú mày bình tĩnh đi. Anh biết chú mày không tin vô mấy cái chuyện này, nhưng mà mày không nhớ là nhà mình có gốc đạo gia sao? Đến đời tụi mình thì mới mai một đi. Anh cũng theo bác năm học được ít nhiều, nhưng mà cũng quyết định bỏ đó thôi. Anh là người trong nghề nên anh nhìn vô là biết liền. Cái này tao nói mày đừng có nóng. Có thể thằng Khang nó lén học đạo đó, còn học xuất sắc nữa là đằng khác. Hồi nãy chạm vô người nó, anh cảm nhận như đạo thuật đang chảy cuộn cuộn trong người. Mạnh, rất mạnh, đến nỗi còn hơn cả bác năm của mình hồi trước nhiều lần. Ông Mười nghe tới đây bắt đầu cảm thấy có chút không vui, cùng với sự lo lắng đang trỗi dậy trong lòng. Bất giác quay đầu nhìn vào trong nhà, ông cười trừ bảo: sao mà học được, có ai dạy đâu mà nó học chứ. Anh không có biết, chẳng qua anh thấy giấc mơ đêm qua về chuyện sáng nay nó hơi trùng hợp. Nếu như mà nó có học đạo rồi có được long hồn trong người,
thì anh nghĩ cái vị khách đó đã tới nhà mình rồi, là một con rồng. Vậy thôi, anh về để coi từ giờ tới mai có gì lạ hay không đã. Chú coi chuẩn bị đồ dần đi nha. Ông Bốn bước về, để lại trong lòng ông Mười bao nhiêu là nghi hoặc. Suốt cả ngày hôm đó, ông cứ liên tục dõi theo thằng con trai quý tử của mình, để ý rất kỹ tới cái hình xăm trên lưng của nó nữa. Đêm đó khi mà Khang đã ngủ say, ông Mười lấy ra trong tủ một cái lọ bột nhỏ có màu đất nung, thoa nhẹ một ít lên mí mắt để mở mắt âm dương, rồi lẻn vào phòng của Khang. Ở nhà nó chỉ mặc một cái quần đùi mà không mặc áo để cho mát. Ông Mười khẽ lật người con trai nhìn kỹ vào cái hình xăm. Trong bóng tối dưới con mắt âm dương được khai mở, hình xăm cứ liên tục phát sáng, tỏa ra những luồng hào quang. Con rồng trên lưng của Khang giờ đây không còn là một hình xăm đơn thuần, mà giống như nó đang chuyển động. Ông Mười có thể nghe thấy được tiếng rồng thở, có thể nhìn thấy từng cái cuộn mình của con rồng. Và cứ mỗi lần như thế, hình xăm lại khác đi ít nhiều và không giống như lúc ban đầu. Khẽ thấy Khang cựa mình một cái, ông Mười cũng lật đật đắp chăn cho con, rồi bước ra ngoài. Vừa rửa mặt, ông vừa suy nghĩ. Lời anh Bốn nói xem ra là không sai. Thằng con mình tại sao có thể tự học đạo thuật được chứ, còn được cả trọng hộ thân. Không được, không thể để nó tiếp tục dấn thân vào con đường này, phải ngăn nó bằng mọi giá. Nội à, con xin lỗi, nhưng mà con phải cứu con của con. Sáng hôm sau mới hơn 5 giờ, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, trai đinh trong họ, trong đó có Khang, đã người cuốc người xẻng chở xi măng đất cát đến cái gò để chuẩn bị làm lại mã cho ông cố. Sau khi ăn sáng rồi đo đạc xong xuôi, mọi người ngó qua ngó lại mà chẳng thấy Khang đâu. Ông Mười giáo mắt tìm kiếm con trai thì thấy nó đang cầm một cái la bàn cùng với một cây gậy bằng sắt kéo lê đi từng bước. Vừa nhìn là biết thằng con của mình đang bài trò xem đất tìm huyệt phong thủy. Ông dột quát lớn. Khang à, mày lại đây, chứ đi đâu lên tránh vậy? Khang ngước mặt lên vẫy tay ra hiệu, rồi thu la bàn quay về. Ông Sáu thầy cúng ở xóm trên cũng được mời đến để xem đất, xem giờ động mã. Bàn lễ bài bị nghi ngút khói hương. Thấy Khang đứng một mình chăm chú theo dõi, ông Bốn tiến sát lại, giả vờ hỏi chuyện. Nè, con thấy ông Sáu sao? Đủ cao tay hơn con không? Khang buốt nhẹ cái cằm đang lúng phúng vài sợi râu, rồi nói. Không đâu bác, ông làm sai cách tùm lum hết trơn à. Để cô lắc được ông xem đất sao? Vừa trả lời xong, nó chợt giật nảy mình vì biết mình vừa nói hớ rồi, vội thanh minh chửi trái ngay. Chết, bác Bốn gài con. Con không có biết gì đâu nghe. Coi như con chưa có nói gì hết, bà con nghe thấy ông chửi chết đó. Bác biết con học đạo từ hôm qua rồi. Hình xăm trên người con là long hồn phải không? Mà sao con có được nó vậy? Mà cứ kể đi, bí mật của hai bác cháu mình, bác không kể cho ba con đâu mà sợ. Nghe vậy nhưng vẫn chưa thấy an tâm, Khang kẻ quay nhìn qua phía ba mình, rồi từ từ kể. Đợt vừa rồi cũng đi Cà Mau làm bài luận văn á, ở dưới đó có một khúc sông có giao long tu luyện. Rồi cũng có một tên tạ sư muốn canh cái lúc giao long vượt biển hóa rồng, mà giết để mà toàn lấy gân rồng đắc đạo thành tiên. Thế là con với lão ta đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết luôn. Xem tí nữa là con bỏ mạng dưới đó rồi. Sau khi hắn chết thì giao long vừa hóa thành rồng cứ nhất quyết được đi theo con. Con không chịu thì nó nhập vào lưng con, rồi mới hiện lên cái hình xăm vậy đó. Con biết là bà con không có muốn con cháu theo nghiệp của ông bà đời trước, vì sợ phải gánh cái nghiệp gì sao. Cho nên chuyện con lén học pháp với hành pháp con đều cố giấu nhẹm đi. Mà sáng dậy thì con trọng trên lưng con nó bảo là đêm qua ba vô phòng lật lưng con lên đi kiểm tra. Chắc
chắc là ông biết rồi. Ây, mai mà sắp tới là Tết, cho nên chắc không bị ăn chửi đâu. Ăn Tết xong con chuồn lẹ tôi bắt bố ơi. Nghe thằng cháu ruột của mình kể rõ đầu đuôi mà ông bốn trong lòng lại lâng lâng cảm xúc, vừa vui vừa tự hào, lại có đôi phần lo lắng. Vui là vì đứa cháu nhỏ tuổi của mình nhưng lại có tài cao, tự hào là biết sử dụng cái tài của mình mà diệt ác hành thiện giúp đời. Còn lo lắng là một khi bước chân vào giới giang hồ đạo thuật sẽ nhúng tay vào chuyện của kẻ khác, kết oán với họ thì khó có đường lui. Gạt mớ cảm xúc hỗn độn đó qua một bên, ông bốn vỗ tay khang cho bảo nhỏ. Bác thấy như vậy hay là con thừa nhận sớm với ba con đi, chứ để ổng khui ra thì lại càng khó thêm. Với lại khi nãy mày cầm cái la bàn đi đo đất đo hướng, ổng cũng thấy hết rồi còn gì. Coi lửa lời mà nói, bác nghĩ ba con cũng thông cảm thôi. Khang dạ một tiếng rồi nhìn sang ba nó. Bất giác nó nhìn qua chỗ ông Sáu đang hành lễ thì thấy có điều bất thường. Long hồn trong người cũng lên tiếng nói. Tên kia thực lực kém quá, làm chẳng đâu vào đâu cả. Chú pháp còn đọc sai, linh phù vẽ lại thiếu. Chủ nhân mau lại chấn chỉnh đi, kẻo làm bậy là mộ của tiên lão chủ nhân cũng bị ảnh hưởng đó. Khang đứng dậy bấm đốt tay tính thử, rồi nó nhìn mặt trời, nhìn lại chỗ ông Sáu đang làm phép. Bất giác nó la lên. Ông Sáu ơi, ông làm vậy sai rồi. Cái mộ ở phía chính tây á, mà sao ông đặt bàn lễ phía tây nam vậy? Ông Sáu giật mình nhìn Khang. Ông quay sang những người đàn ông trung niên lớn tuổi cho hỏi. Cái thằng nhóc này là ai vậy? Sao để nó nói càng nói cụi trong lúc tôi làm lễ dành tâm? Bà Khang gắt lên. Khang à, mày im cái mồm lại cho tao. Trẻ con thì biết cái gì? Khang quay nhìn sang bác bốn, thấy bác nó gật đầu. Nó cố hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Bà, chuyện này là chuyện cải mộ trong bà, mình không có thể làm ẩu được. Rõ ràng là mộ một đằng, bàn thờ một nẻo, thì lát nữa đào móng đặt gạch làm sao cho đúng được. Với lại con nghe được chú ngữ ông đọc cũng sai nữa, linh phụ vẽ cũng bị thiếu, thì vậy làm sao có linh được. Ông cố ở dưới không nhận được thông tin, làm sao biết đường mà về mà hồi đáp lại. Ba của Khang dần tái mặt đi, xấu hổ với mọi người xung quanh. Cả đám trai đinh đều tò mò, không hiểu tại sao Khang lại dám khẳng định chắc nịch như vậy. Lão thầy Sáu nghe thằng nhóc nói bùa mình vẽ ra thiếu, chú pháp thì lại đọc sai, nên cay cú lắm. Lão ta nói giọng kiểu bề trên. Anh Mười à, để tình bà con chồng sớm á, tôi mới xuống đây giúp gia đình một tay. Đã không biết ơn tôi thì chứ, bây giờ còn lại nói cái giọng khinh khỉnh nữa, coi thường cái sư môn của tôi như thế, thì làm sao coi cho được. Thằng nhóc kia, mày có bản lãnh thì lại đây mà làm đi. Khang lễ phép đáp. Dạ, ông lui ra đi, để nó còn làm cho. Lão sùng gan lên, tay móc ra một tấm hoàng phù, rồi niệm chú đánh tới. Vừa đánh lão vừa chửi. Quá lắm rồi thằng nhỏ, chưa cho mày ăn đòn á là mày chưa biết điều có phải không? Vậy thì đỡ đòn này của tao đi. Đạo hào quang bay tới, hướng thẳng vào người Khang. Nó chẳng cần phải hạ tấn, điểm chú gia trì như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng đứng im, dùng một tay bắt gọn lấy đạo hào quang đó, rồi bóp nhẹ một hai cái. Lập tức hào quang liền vỡ vụn, tan biến hoàn toàn đi. Đoàn công kích đó chỉ có Khang, ông Sáu, ông Bốn và ông Mười ba của Khang thấy được, vì cả bốn người họ đều có căn cơ mắt âm dương. Ông Mười hoàn toàn bất ngờ trước thực lực của con trai mình, tự dưng trong lòng có chút vui sướng tự hào. Ông Bốn chỉ thầm cười hãnh diện. Lão thầy Sáu thì đứng trơ mắt ra, vì thấy đòn công kích của mình bị hóa giải chẳng khác nào như trò chơi của đứa con nít đến ba. Người lão đã lấm tấm mồ hôi vì lo sợ. Đã thế, Khang còn thêm phần kích tướng nữa. Ông tung mấy cái đạo bùa cao cấp hơn đi thì con vẫn đỡ được, chứ lời bùa nhập môn này thì chẳng đáng bỏ trăng đâu mi. Nghe lời này, ông Sáu như đứng chôn chân tại chỗ. Giống vậy lão cũng chỉ biết một ít phép thuật thông thường,
cũng chỉ hay lật sách coi vợ, bói toán tử vi, qua loa lấy lệ, kiếm tiền qua ngày, chứ phép thuật chẳng có lấy nợ bao. Ấy vậy mà từ trước tới nay, chỉ nhờ chút tài lẻ đó thôi, lão đã được dân làng cả xóm này coi trọng. Hôm nay vừa bị Khang làm cho bẻ mặt, lão ta tức lắm. Lão xách cây kiếm gỗ đào lên rồi nói: "Được rồi, vậy thì đỡ thêm đòn này của tao đi." Lão chỉ hướng thanh kiếm gỗ đào này đến trước mặt của Khang. Thêm một luồng chỉ pháp bắn ra từ đầu mũi kiếm lao vút đến chỗ Khang. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói: "Ông có kiếm thì con cũng có súng. Nhìn nè, kim càng chỉ thuật, khai." Vừa dứt chú ngữ, Khang đã dùng hai ngón tay làm súng bắn tới một luồng chỉ lực, chặn đầu nguồn chỉ lực của ông thầy Sáu. Hai môn chỉ thuật có dịp so kè với nhau. Lão Sáu cầm chắc thanh kiếm mà vận pháp gia trì, trong khi đó Khang bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đợi một tí cho cậu ghi mạnh tay hơn một chút xíu, thì luồng chỉ lực bắn ra mạnh hơn. Nó bắt đầu đẩy tới hướng chỗ ông Sáu đang ngày một gần. Ông ta cố gắng chống cự, hai chân đã trung trung, đứng không còn vững nữa. Đến lúc luồng chỉ lực của Khang đến sát mũi kiếm của lão ta, cậu mới thu tay về, rồi bắn thêm một chỉ nhỏ nữa vào tay ông Sáu. Ông ta ôm tay la lên oai oái, làm rớt cả thanh kiếm xuống đất. Mọi người xung quanh đều không thấy gì, nhưng cũng ngầm hiểu là cả hai người đang đấu pháp với nhau, và vừa rồi ông Sáu đã thua. Ông Mười cố làm ra vẻ nghiêm nghị, giấu đi nụ cười nở trên môi, vội nhặt thanh kiếm lên đưa cho thầy Sáu rồi nói: "Anh Sáu thông cảm nghe, trẻ con không hiểu chuyện nên hơi nghịch ngợm một chút, để lát về tôi dạy lại nó sao." Lão thầy Sáu đứng dậy, giật thanh kiếm trên tay ông Mười, quơ hết đồ nghề bỏ về. Còn quẩn: "Nhà có cao nhân sẵn rồi, còn kêu tôi xuống đây làm chi cho nhục mặt vậy? Anh Mười chơi vậy không có được đâu nghe." Thế là lão ta ôm đồ bỏ chạy mất biệt đi. Mọi người được dịp mà cười ầm lên. Bây giờ Khang lại thay thế ông ta đứng ra chủ trì buổi lễ. Cậu sửa lại toàn bộ những gì vừa nãy đã làm sai hoặc là còn thiếu. Buổi lễ cũng đã hoàn thành cá tươm tất, mọi người bắt tay vào làm ngay. Nguyên từ sáng tới chiều, ai ai cũng tất bật với công việc xây cho kịp cái mã mới. Khi mặt trời vừa lặn xuống, cũng chính là lúc những công việc cuối cùng cũng đã dần hoàn thành. Trên con đường trở về, ông Bốn có đi chung với ông Mười, rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện. "Chắc chuyện của thằng Khang á, mày biết hết từ đêm qua rồi phải không?" "Chà anh Bốn, em mới biết đêm qua. Lưng nó không phải là hình xăm, mà là một con trọng đang ở trống đó. Đó, chú thấy anh nói có sai không? Ông nội muốn thằng cháu của mình chủ trì cái buổi cải mộ cho bản thân, thì bây giờ nó cũng hoàn thành tốt rồi. Chuyện tương lai của cháu nó, chú tin dự tính sao?" Ba của Khang chợt dừng chân lại một nhịp, rồi tiếp tục bước đi. Ánh mắt có phần lo lắng, tiếng thở dài thường thượt vẫn còn vang lên bên tai. "Chuyện đó em có sự quyết định của riêng em, anh cũng đừng quá lo. Anh biết là lòng của em mày đang nghĩ cái gì, nhưng mà em à, nhiều khi đó là cái căn số của nó. Ông nội mình muốn chọn cháu nó nối nghiệp của tổ tiên để lại, thì mình cũng không nên làm trái lệnh của ông bà. Em nên trọng lòng mà ủng hộ cháu nó nghe." Ông Mười quay mặt sang ông Bốn, rồi kẻ gắt nhẹ: "Nhưng mà nó là con của em. Em không muốn sau này nó giống như bác Năm vậy, rồi giống như ông Cố, ông nội, ông Cao của mình. Em không muốn nó nghèo, cũng không muốn nó yếu mệnh mà chết sống. Càng không muốn nó cả đời cô độc không vợ không con, không người chăm sóc. Anh Bốn có điều không biết, năm nó lên 15 tuổi đó, sau cái vụ tai nạn hôm đó, em đã nghi ngờ là sẽ có một ngày nó theo cái nghiệp này.
chân nó bây giờ thọt một bên trúng vào ngay cái chữ tạng trong ngũ biệt đó. Em không muốn nó vô nghề hành đạo để dính phải một trong ba cái tam khuyết nữa đâu. Em sẽ cấm nó. Thà là cho là em ích kỷ, chứ nhất quyết không thể để cuộc đời của con em trôi qua như vậy được. Nhà mình xưa nay hành nghề đạo gia, truyền thừa nội tông hơn 12 đời. Đến đời anh với em thì cắt đi, vốn dĩ đã rất yên bình rồi. Em không muốn con mình lại tiếp tục dấn thân vào trong hiểm nguy nữa. Ai, đúng là lòng cha mẹ luôn nghĩ về con cái. Thôi thì em làm gì thì làm, nhưng mà cũng đừng nạt nộ cháu nó quá. Còn vài bữa nữa là Tết rồi, cho nó ăn cái Tết cho ngon lành, rồi vô đó mà học hành làm việc. Còn cái này anh nhắc chú thôi, mình cũng nên thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời. Nhiều khi mình nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc nó đã như vậy đâu. Thôi anh về tắm rửa, rồi anh lên chơi với anh em sau. Suốt cả buổi cơm chiều tại nhà tổ, ngoài chuyện công việc mộ mã vừa xong, thì người ta lại rất hiếu kỳ chuyện Khang đấu pháp với ông thầy Sáu. Họ bàn tán sôi nổi lấy làm hào hứng. Khi rượu tàn tiệc tan, mọi người ai cũng về nhà nấy. Khang bước vào trong phòng định ngủ một giấc cho lại sức, thì ông Mười đã gõ cửa, gọi vọng vô. Khang à, ra đây bà nói chuyện. Tiếng gọi rất gọn gàng và đanh thép, đúng chất của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Giống trong lòng Khang rất biết rõ tiếp theo ba mình sẽ nói những gì, thậm chí là cả thái độ, sắc mặt và lời nói. Thế nhưng khi bước ra, cậu vẫn không bước trung, lại lấy cái ghế ngồi xuống đối diện với ba, mặt đối mặt. Có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng giữa hai người, mặc dù là chưa ai nói câu nào. Khang căng thẳng vì sợ, còn ông Mười thì căng thẳng vì ông không biết phải nói như thế nào cho hợp tình hợp lý. Đoạn sau lâu quá không thấy ba nói gì, Khang giả vờ nhân cơ hội này mà định chuồn lén. Nó nói: "Ừ ba, nếu ba không có gì để nói với con á, Thì con vô phòng ngủ trước nha ba." "Đừng lại." Tiếng nói khô khốc của ông Mười vang lên. Biết sự bất thành, Khang vội ngồi xuống ngay ngắn và tiếp tục chờ đợi. Ông Mười cố trích một hơi thuốc lá thật sâu, từ từ nhả khói ra, rồi dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, chậm chậm nói ra từng tiếng chắc nịch. "Thả con chồng đó đi đi con. Con cũng đừng đi theo cái nghề đạo pháp nữa. Ba mẹ không muốn con theo thứ này đâu." Biết là không thể qua mắt được ba mình, Khang thành thật đáp: "Ba, giống vậy con trọng này con không có ý nhận, nhưng nó cứ đòi đi theo. Bây giờ ba đuổi đi được con cũng mừng nữa. Con cũng ngại là khi mang theo cái hình xăm to tổ bố như thế này mà ra đời đi xin việc, rồi sau này đi dạy cũng khó khăn. Còn cái nghề đạo gia này thì sao?" Ông Mười hỏi một cách đầy sốt sắng và kèm theo sự khó chịu. "Thì sao nói nghe coi, sao im re rồi?" "Chắc con bỏ được đâu ba. Ba cho phép con theo nghề đi ba. Con muốn đi đây đi đó, hành thiện cứu người." Cũng biết trước câu trả lời của con mình, nhưng không hiểu sao ông Mười vẫn nổi đóa lên. Ông đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt thằng con trai mà quát: "Cái thằng nghịch tử, đừng có nói nhẹ không nghe mà cứ bắt tao phải nặng lời. Ba mẹ cũng đâu có bắt ép mày phải làm ngành nghề này nọ, cũng đâu có ép buộc mày phải thành ông nọ bà kia. Mày có thể làm bất cứ thứ gì mày thích, miễn là không phạm pháp và đạo đức là được." "Thì cái này đâu có vi phạm pháp luật hay đạo đức gì đâu ba." Ông Mười tát cho thằng con trai một cái thật mạnh, rồi hét lên: "Mất dạy, nó không phạm pháp, nó cũng không mất đạo đức, nhưng mày có biết cái nghề này nó bạc bẽo như thế nào hay không? Nó quan nghiệt như thế nào hay không? Tao nè,
cả bác bốn, bác bảy, bác chín của mày. Tất cả tụi tao đều muốn theo nghề mà tổ tiên để lại. Ai mà lại muốn bí thuật mà người đời trước mài công nghiên cứu ra bị thất truyền chứ? Nhưng mà cho dù mày có hành thiện hay là mày hành ác, thì mày vẫn phải lãnh nghiệp khi phạm vào nhân quả, phạm vào lẽ trời. Rồi chính bản thân mày, con mày, cháu mày, ba đời đều sẽ phải gánh nghiệp cho một mình mày. Ông Cao mình ngày xưa là một thương gia phú hộ, nhưng khi hành đạo thì nghèo mạt trệp luôn kìa. Còn ông nội năm của mày, cả đời tuyệt tử không có một đứa con chăm sóc. Anh Tuấn của mày thương nên đem ông về thờ tử, thì cũng bị lây luôn cái nghiệp đó đến bây giờ. Hơn 40 tuổi đầu rồi, hai đời vợ mà chưa có lấy được một đứa con. Còn ông Cố, cái người mà sáng vợ anh em con cháu xây mồ mả mới đó, ông chết bất đắc kỳ tử ở cái tuổi 40, sau 3 ngày 3 đêm đánh nhau như một con quỷ. Mày muốn trở thành dạng nào trong những dạng đó? Khang im bặt, đôi mắt chỉ ngần ngấn nước. Nó giống hiểu ba má chỉ muốn tốt cho nó thôi, không muốn nó phải tiếp tục gánh nghiệp vào bản thân mình và gieo nghiệp cho đời sau. Thật ra bản thân nó cũng chẳng sợ mấy cái mà ba nó nói, mặc dù nó biết những điều này hoàn toàn là thật. Nó ôm mặt vì cái tát đau điếng, nhưng vẫn cố đứng lên, quyết nói hết lòng mình cho ba nó nghe. Nó sợ ba nó, nhưng lý tưởng của nó còn cao hơn nỗi sợ đó rất nhiều. Mấy cái điều đó đó, có đáng gì đâu ba. Nếu mà đem so với hoài bão của con, thì điều đó chẳng thấm là bao cả. Con người có thể nghèo một chút, sống ít thọ hơn một chút. Chỉ tiếc là không có con nối dõi, hay là bạn đời kề cận, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng đối với con, tất cả những điều đó đều không đáng. Ba có biết tại sao con chọn học ngành du lịch hay không? Là vì con muốn đi đây đi đó, con muốn tìm hết, đến hết những cái hang cùng ngõ hẻm, tìm long mạch để khai phá và vận hưng cho đất nước này. Ba có biết mình đã và đang có bao nhiêu bùa ngải bị người phương Bắc yếm hại hay không? Từ đầu những đợt phong kiến đến bây giờ, không biết bao nhiêu long mạch bị phong ấn đi, không biết bao nhiêu linh thú quốc gia bị bài xích giam giữ. Con muốn luyện pháp thật cao tay để gỡ hết những cái bùa chú đó ra. Có như vậy thì con trọng nước Việt mình mới có thể hùng cường, người dân mới phát triển mạnh mẽ, và cá nhân con cũng muốn được người đời sau ca tụng, ví von như là một tả ao thứ hai vậy. Nếu con làm được những điều này, thì dù con có nghèo tới mấy, có chết sớm bao nhiêu, hay tuyệt tử vô hậu, thì con cũng cam chịu. Hy sinh một người mà cho nhiều người được vươn lên, con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả cái mạng này. Ông Mười như chết đứng khi nghe những lời mà con mình vừa nói ra. Ngay lập tức hình xăm rộng sau lưng của Khang liên tục phát sáng. Nó bắn vào mắt ông Mười một đạo hào quang nhỏ để khai mở mắt âm dương. Vừa mở xong, con trọng từ trong người Khang bay ra ngoài, to lớn bệ bệ, vảy vàng óng ánh, một chân trước cầm ngọc sáng chói như pha lê. Nó cuộn vài vòng quanh mấy cây cột trong nhà, rồi trầm giọng nói: Ông là cha của chủ nhân ta, mà không hiểu được lòng của chính con trai mình hay sao? Những lời mà ông nói không phải không có lý. Ta cũng hiểu ông thương con nên muốn bảo bọc con mình, nhưng mà ông suy nghĩ quá hạn hẹp rồi. Chủ nhân có chí lớn, nguyện lớn, tâm địa hiền lương, chắc chắn trời xanh che chở, tam thanh phù trợ, ngũ biệt tam khuyết cũng không đáng để nhắc tới. Vậy thì ông còn lo lắng điều gì? Lúc nãy ông bảo chủ nhân đuổi ta đi. Nhớ năm xưa ta chỉ còn là một con cá bé nhỏ, nhờ hưởng được lộc trời mới được phước lành thành ly, cố gắng tu luyện gần ngàn năm mới được thăng lên giao và long như bây giờ. Nếu lúc nhỏ ta không có chí lớn thì làm sao mà thành đại nghiệp? Con của ông cũng nhờ có ý chí hơn người
nên chỉ mới tự học đạo thuật một vài năm thì đã đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nếu không có chí lớn cứu đời, cứu người như vậy, thì dù có thần tiên mời thỉnh, ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới đâu. Ông nghe đây, ông không phải là chủ nhân của ta. Xét về tuổi thì ông chỉ đáng làm cháu chắt của ta mà thôi. Ta không hơn thua với ông, cũng sẽ không rời xa chủ nhân. Khi nào ý nguyện thành thì ta với chủ nhân sẽ thăng tiên. Hoặc lúc chủ nhân không còn chí hướng, yếu mềm nhu nhược, ta cũng tự khắc mà rời đi, không cần ai phải đuổi cả. Những lý lẽ sắc bén đó của Long Hồn đã làm cho ông Mười chết sững, chẳng biết nói gì thêm. Con trồng cứ vậy mà bay trở lại vào người Khang. Ông Mười lại rút điếu thuốc ra châm lửa, trích một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Thôi con đi ngủ đi, chuyện này để sau Tết hay bạn." "Dạ, con đi ngủ trước. Mà ba hút ít thuốc thôi, con hại cho sức khỏe lắm." Khang bước vào trong phòng rồi leo lên giường nằm suy nghĩ. Không biết những lời nó vừa nói và lời của Long Hồn nói ra có xoay chuyển được ý kiến của một người cứng đầu như ba nó hay không. Nhưng thôi mặc kệ, ngủ cái đã rồi mai tính tiếp. Còn về phần ông Mười, ông cũng đang rất căng thẳng, không biết nên giữ cái định kiến của mình hay là ủng hộ cái lý tưởng của con. Hai mảng đối lập cứ đối chọi lẫn nhau, mạnh đến nỗi mà điếu thuốc châm chỉ mới trích được một hơi, phần còn lại đã bị bỏ dở cho tắt ngấm đi. Ông Mười cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, đến nỗi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mơ màng, cứ như chập chờn nửa say nửa tỉnh, ông nhìn thấy có một ông già cưỡi hổ từ trên trời bay xuống rồi đi thẳng vào nhà mình. Ông ngồi đúng vào cái ghế mà lúc nãy thằng Khang ngồi. Ông Mười chưa kịp định thần là ai thì ông lão đó đã lên tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn, tao là ông nội mày nè." Ông Mười nghe vậy lại thấy con hổ trắng đang nằm ngoài sân đợi chủ, biết chắc là đúng thật nên vội toan quỳ xuống lại, thì ông cụ đã phất tay một cái. Ông Mười bị hất ngược lên, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Ông vòng tay lễ phép thưa: "Dạ, con chào ông nội." Ông lão vuốt trâu cười cười rồi lên tiếng quở trách: "Ôi trời ơi, mày còn nhớ tao là ông nội của mày sao? Mày mà nhớ đó thì đâu có cấm thằng chắc của tao nối nghiệp nhà này đâu." Ông Mười vội xua tay định phân trận thì ông lão lại phất tay ra hiệu ngưng lại, cho mới nói: "Thôi khỏi thanh minh thanh nga gì hết. Định nè, tao ở trên trời á, tao thấy hết. Cái lo của mày là lo bò trắng trăng. Mày nói tao chết sớm yêu mệnh, giờ mày xem không phải do tao ngồi sờ sờ với mày đây sao? Tụi mày xây cho tao mộ cao mã đẹp đó mà tao có ở đâu. Bây giờ tao đi mây về gió, cưỡi con bạch hổ kìa, thì khắp thiên hạ này tao muốn tới đâu thì tới. Dưới trần gian này có cái gì tao nhìn thấu hết. Bây thương con tao biết, nhưng mà mày coi, thằng nhỏ chí lớn đến như vậy, tao còn phải nể. Trời đất cũng thương tình. Nó mà về thời xưa đó thì cũng có thể ghi danh với núi non rồi. Bây đừng cấm cản thằng Khang, để đó tao lo cho." "Nhưng mà nó là con của con." "Con cái gì? Tao cứu đầu mày bây giờ đó. Nếu nói vậy thì không có tao đẻ ra thằng cha mày, thì thằng cha mày sao đẻ ra mày hả? Mà mày đẻ ra nó thì coi như nó cũng có dòng máu của tao. Nhà mình hành đạo giúp đời được 12 thế hệ rồi con. Cái mày kêu là quả nghiệp thì cũng đâu có gì lớn. Đời vốn chỉ là cõi tạm, mày giàu rồi chết đi,
có mang theo được cái gì hay không. Sống thọ mà không có lý tưởng thì sống có vui hay không? Vợ con đầy đặn là do còn nợ, cho nên còn phải trả nhiều, chứ có gì mà bay hãnh diện. Nó học pháp hành thiện lập công lớn thì nó có chết cũng được thăng lên như tạo thôi, chứ có đầu thai kiếp sau đâu. Nội nói như vậy, con có hiểu lòng nội chưa định? Tự dưng nghe những lời ông nội mình nói, Mười Định như suy ngẫm và nhận ra được nhiều điều. Thấy cháu mình có vẻ đã thông suốt, ông lão kia toan đứng dậy bỏ đi, nhưng chợt quay lại dặn: "Tao đi nghe. Mà nè, mày dậy rồi nhớ kêu thằng Khang chạy qua nhà cứu con Loan đi. Nó bị quỷ nhập yếu lắm rồi đó. Tao bây giờ thăng tiên rồi, không tiện ra tay dây vào chuyện ở nhân gian, kéo lại bị bề trên quở trách. Nhớ vậy là kêu nhanh nghe con, không là ngày mai có đám chết cho mày đánh trống đó." Ông Định ngồi đó trơ trơ ra, nhìn theo ông nội mình cưỡi bạch hổ về trời. Tiếng cái ấm siêu tóc sôi lên, làm cho ông chợt tỉnh giấc. Vừa rút điện ra, vừa nghĩ về những chuyện khi nãy, thì nhìn lên bàn đã có một mẩu giấy gấp ngay ngắn cẩn thận. Mở ra đọc thử thì trên đó ghi: "Đi kêu thằng Khang dậy, nhanh lên." Biết là không thể chậm trễ, ông liền đạp cửa phòng của Khang, lôi anh dậy mà nói: Khang à, dậy đi mày, chạy qua cứu con Loan kia kìa, nó bị quỷ nhập sắp chết rồi." Nghe tới có việc, Khang mặc vội quần áo rồi ôm dụng cụ chạy đi ngay. Ông Mười Định cũng lật đật chạy theo sau. Sang đến nơi, thấy Loan đang ngồi ở cửa, cười cười nói nói một mình, không giống như mọi khi. Ánh mắt trở nên vô hồn, cứ ngây ngô như con nít mới lên 3 tuổi. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát của Loan bây giờ không khác gì một đứa con nít. Khang từ từ tiến lại gần, giả vờ xua tay gọi: "Chị Loan ơi, em Khang nè, chị nhận ra em không?" Loan không đáp, nhưng ánh mắt xanh lè vẫn đang nhìn cậu. Khang biết rõ sự tình nhưng vẫn giả vờ diễn vai ngu. Nó đi luồn ra phía sau Loan, một tay đặt lên đầu Loan, rồi bắt đầu niệm chú: "Tịnh tâm chú, khai." Khang liên tục niệm chú, từng dòng năng lượng vô hình cứ liên tiếp chạy ào ào vào trong cơ thể của Loan. Lúc này Loan đột nhiên có phản ứng, cô ta la hét dữ dội, hai tay bấu chặt lấy bàn tay của Khang để tìm đường thoát thân. Những ngón tay dài xương xẩu với chiếc móng tay sắc nhọn đang cấu vào da thịt của cậu. Là một nỗi là Khang không hề cảm thấy đau. Long hồn trong người liền nói: "Chủ nhân đừng lo, tôi đã dùng long khí bảo vệ cho cậu rồi, cứ thoải mái mà thi pháp đi." Thế là Khang lại tiếp tục niệm chú. Chú càng niệm nhanh, Loan càng oằn mình dữ dội hơn. Ông Định cũng nhanh chóng vào nhà kêu mọi người dậy, rồi chạy hết ra khỏi nhà. Chứng kiến cảnh Loan bị quỷ nhập, da dẻ xanh trần, đôi mắt xám xịt, hàm răng mọc nanh, tay cạo móng vuốt, mọi người không thể nào giữ nổi được bình tĩnh. Tiếng la hét vốn không phải là của Loan, mà là của một đứa con nít tầm 4 đến 6 tuổi đã chết rồi. Nó khóc la kêu Khang tha mạng. Anh cũng nhẹ nhàng nói: "Muốn thà thì mau xuất khỏi cái xác này, còn không thì..." Khang càng niệm chú mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Đứa bé lồng lên đau đớn, nó cố dùng hết sức hai tay cố nắm chặt lấy tay của Khang, vận pháp tung mạnh ra một lực. Khang trong một phút chủ quan đã không giữ chặt tay trên đầu của chị mình, nó đẩy lui anh ra sau 2-3 bước. Quay người lại, hai người đang đối diện với nhau,
Khang lấy ra một đạo sát quỷ phù rồi hăm dọa: tại sao mày muốn mất hồn chị tao? Mau khai ra kẻ đứng sau mày, còn không tao đánh chết. Khang đưa đạo phù chuyện lên cao, toàn thúc động, thì con quỷ ngu ngơ nói: không, không có ai, không có ai, chơi vui, chị chơi vui. Khang lật ngược lá bùa lại rồi hắn giọng nói: mày nghĩ tao là đứa con nít sao? Thôi ăn tạm lá bùa này rồi khai sau nghe. Sát quỷ phù, khai. Sát quỷ phù hóa thành một thanh đại đao to lớn, rồi lao đến công kích quyết liệt. Nó liên tục bổ những nhát như trời giáng vào người con tiểu quỷ kia. Con tiểu quỷ trong thân xác của Loan cố tránh né khỏi những nhát chém có uy lực đó. Nó chạy khắp sân, vừa chạy vừa la khóc không ngừng. Lạ một nỗi là nó chỉ chạy và tránh né một cách đơn giản, vậy mà Khang không thể chém trúng nổi. Phải nói là tốc độ của nó quá nhanh, còn nhanh hơn cả lão Hai Long dạo trước nữa. Những bước chạy của nó bây giờ đây chỉ còn để lại tàn ảnh. Càng chạy nhanh, tàn ảnh càng nhiều. Bây giờ nó không khóc, mà còn là vừa khóc vừa cười, cũng có khi khóc cười cùng một lúc nữa. Cái thứ âm thanh quái dị hổ lốn đó làm cho Khang nhức đầu không thể tả. Cậu ôm đầu ngồi xuống. Từng tiếng khóc tiếng cười bây giờ khủng khiếp đến nỗi âm vang như sấm động. Không thể chịu đựng được hơn, Khang liền điều khiển thanh đao vung chém loạn xạ. Nhưng chỉ trúng vào tàn ảnh chứ chẳng ăn thua. Ngược lại cứ chạy được vài vòng là con quỷ đó lại đấm anh một cái đau điếng. Cứ chạy vài vòng là một cái đá chân nữa. Khang điên tiết dậm mạnh chân xuống đất rồi chửi thề: con mẹ mày, con cái nhà ai không dạy thì hôm nay để tao dạy lại cho đàng hoàng. Long Hồn, mau ra đây tôi nhờ chút chuyện. Từ bên trong người của Khang vang lên tiếng đáp: tuân lệnh chủ nhân. Bây giờ ba của Khang sẽ được chứng kiến thằng con của mình song thủ với rồng để chiến đấu. Một khoảnh khắc hiếm có khó tìm, mà không phải dễ dàng gì mới chứng kiến được. Khang lập tức khai chỉ thuật ngay: kim càng chỉ thuật, khai. Khai chỉ xong, cậu liền xuất một chỉ vào chui thanh đại đao lúc nãy vẫn còn đang lơ lửng trên không. Điều kỳ lạ là chỉ lực lần này không nhanh và cứng như đạn nữa, nó lại dẻo và có tính đàn hồi như cao su. Con trồng nhìn Khang thắc mắc không biết chủ nhân mình gọi mình ra làm gì, thì loáng mắt một cái, nó bảo: ráng chịu đau chút xíu nha, nhiệt kiến gắn thôi. Nói xong, Khang cầm đầu còn lại của đoạn chỉ cắm vào đuôi của con rồng. Rồng ta đau quá la lên oai oái. Lúc này cũng vừa mới xong xuôi, Khang liền ra lệnh: bây giờ cảm phiền ngài mở hết tốc lực, bay theo một quỹ đạo hình tròn ngược chiều với con tiểu quỷ này, vậy là được. Chỉ cần độ vài vòng là nó sẽ biết được như thế nào là lễ độ ngay. Rồng nhà ta vâng lời làm ngay, bay hết tốc lực theo chiều ngược lại. Lưỡi đại đao nhờ có gia tốc lớn nên cũng lao vung vút trên không. Lưỡi đao bay đến đâu chém tàn ảnh biến mất nhanh đến đó. Từng tiếng len keng cứ đều đặn phát lên. Khang vừa cười vừa khe khẽ đếm: một, hai, ba, bốn, chín, mười, mười một. Đếm đến lần thứ 12 thì con tiểu quỷ bị lưỡi đao chém không ít nhát trên người. Hay ở chỗ là Loan chẳng bị làm sao cả. Thanh đao đó chỉ gây sát thương vào phần linh hồn của con quỷ, chứ không hề có chút tổn hại nào đối với linh hồn hay thể xác của Loan. Nó cố gắng từng bước đứng dậy. Khang bẻ nhẹ một cành dâu tầm gần đó, điểm thêm ít chú pháp cho nó thêm kha khá sức mạnh, cho nhìn về con quỷ nhi kia mà cất tiếng dọa: bây giờ có chịu khai ra hay không? Hay đợi tôi bắt trói rồi đánh đít? Rồi này để đánh mấy đứa dòng nhi mà lì không ngoan ngoãn nè. Tính sao thì tính, chứ dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu biết cách hù dọa thì nó sẽ rất sợ. Nó nhìn thấy cây roi dâu tầm trên tay mà trùm trướm nước mắt, nhưng nhất quyết không chịu khai. Nó vừa khóc vừa la lớn: mẹ ơi, có người đánh con, có người đòi đánh đít con, mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi.
tiếng nó gọi mẹ nghe vừa xót vừa thương, nhưng cũng vừa buồn cười. Nhưng chẳng cười được bao lâu thì đột nhiên trời bỗng nổi giông gió bất thường. Biết đây chính là âm phong, Khang ngầm hiểu là mẹ con nhóc phong quỷ này chuẩn bị tới thật rồi. Nó nhanh chóng lao tới chỗ con bé, đặt tay lên trán rồi hô: "Hồng ơi, Hồng hỡi, Hồng ở nơi đâu thì về nơi đó, cắt xuất!" Lập tức linh hồn con bé lạ bị đẩy ra khỏi thân xác của Loan. Khang nhanh chóng đẩy con bé ra xa chỗ này, rồi quay sang mọi người bảo: "Mọi người nhanh chóng đưa chị Loan vào nhà trốn đi. Chị ấy tạm thời không sao rồi, mà con tranh kia nó gọi mẹ tới, con phải họp phụ huynh cái đã." Ông Định cùng mọi người nhanh chóng cố gắng dìu Loan vào bên trong nhà, rồi đóng chặt cửa lại. Khang cũng nhanh trí dán vào cánh cửa một lá bùa để phòng, rồi vẽ một vòng tròn chỗ mình đứng để mà tự vệ. Trong cơn âm phong lạnh như muốn cắt da cắt thịt đó, đột nhiên vang lên tiếng nói lanh lảnh của một người đàn bà nào đó. Một thân ảnh chợt hiện ra, phóng vút từ chỗ mấy bụi chuối mà lao đến chỗ này. Mụ ta căm thù quát: "Đứa nào dám to gan đánh đập con tao? Chúng mày muốn chết có phải không?" Một con quỷ nữ xuất hiện lù lù ngay trước mặt Khang. Không ngờ đây là một con quỷ áo tím, có cấp bậc đạo hạnh khá cao trong đám quỷ. Thảo nào đến một đứa con còn non tơ của nó, cũng khiến cho Khang khi nãy phải cay cú đến phát điên. Trên người nó toàn thân là một màu tím, đôi chỗ đã ngã sang màu vàng nhạt. Khang có thể hình dung là con mẹ này đang trong giai đoạn tiến hóa lên sơ bộ quỷ vương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Con quỷ nữ nhìn Khang, cất giọng đầy nghi hoặc: "Một thằng nhãi ranh như mày mà đánh được con tao sao?" Khang cười xòa, giả lạ đáp: "Dạ có đánh đấm gì đâu chị, em là thầy giáo của cháu nó. Cháu nó không thuộc bài nên em có khẽ tay vài phát thôi chứ có gì đâu. Thôi chị tới rồi thì đón cháu nó về đi. Bye ha." Con quỷ tức điên người, gào lên: "Nó chết rồi thì mày dạy bằng cái gì? Đúng là xảo ngôn. Khi nãy mày đánh nó bao nhiêu cây thì bây giờ tao trả lại mày bấy nhiêu đòn." Nói xong, con quỷ nữ lao đến chỗ Khang mà công sát quyết liệt. Cậu liên tục dùng bộ pháp tránh né và không quên chọc tức đối thủ. "Để em nhớ coi, 15 trôi, 30, 100 trôi gì đó. Nhiều lắm chị ơi, nhớ không nổi nữa." Con nữ quỷ liên tiếp công kích hụt, lại thêm Khang kích tướng chọc tức, nó gầm lên giận dữ: "Hôm nay mà không kéo hồn mày xuống làm nô lệ cho con tao thì tao làm con chó." Khang thấy tình hình đã tới mức căng thẳng, nó liền bật chế độ nghiêm túc, rồi lại đáp: "Ê, có giỏi thì nhào vô đây kiếm ăn đi, tao chịu hết." Khang vận tấn, tung chưởng thật mạnh về phía con nữ quỷ. Nó dùng hai tay ghì chặt, cố gắng chống đỡ rồi đẩy qua một bên. Dư chấn làm cho những cành lá xung quanh đó rung lên xào xạc. Nó phù phép hóa ra một cái rô dài gần 3 mét, nhè răng dương mắt căm thù nhìn Khang. Cứ như thể nó đang muốn nuốt chửng cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu vậy. Nữ quỷ phun trôi đánh liên tiếp, tiếng trôi vụt vào nền gạch cứ chang chát, nghe rõ ràng từng phát một. Khang cố gắng luồn lách tránh né những đòn công kích ác hiểm đó, nhưng bất thành. Liên tiếp cậu bị trúng 4-5 trôi vụt vào người đau điếng. Nén chặt cơn đau cố tìm đường thoát thân. Nhưng dù Khang có cố gắng đến mấy thì xung quanh cũng toàn là những đường trôi bay vung vút. Lần này cậu bị dí đánh cho chạy xuất quần. Đường trôi nhanh mà mạnh, quỹ đạo lại biến ảo khó lường. Quơ vội lấy thanh đại đao khi nãy toàn chặt đứt sợi trôi khốn kiếp đó đi, thì lại đã chậm đi một bước. Con quỷ hồn đánh vào mông Khang một cái trọ mạnh, rồi dùng trôi kéo thanh đại đao bước ra thật xa. Thanh đao cũng tự động biến mất, do sát quỷ phù đã không còn hiệu lực. Khang lấy hai tay xoa lấy cái mông đang đỏ ửng của mình. Con tiểu quỷ thấy vậy liền thích thú cười to, lay lay tai mẹ nó rồi nói: "Hay quá mẹ ơi, đánh hay quá mẹ. Mẹ đánh cái đít của hắn đi, đánh đi."
để cho một đứa tiểu quỷ xem thường, lại còn đánh không lại với một con quỷ nữ áo tím, làm cho Khang thấy nhục nhã vô cùng. Không phải là do cậu không đủ đạo hạnh, mà là do bùa chú hay là bảo bối, binh khí đều bỏ ở nhà cả rồi. Hồi nãy móc đại trong túi áo ra còn đúng duy nhất một lá sát quỷ phụ cấp thấp, đành thúc động tạm vậy thôi. Đến bây giờ thì bùa cũng hết tác dụng luôn. Không ngờ bản thân Khang lại còn phải rơi vào cơn bị cực đến độ này. Như hiểu được sự khó khăn của con trai, ông định chạy ra nhà sau, leo lên mái nhà, rồi trèo sang nhà mình, ôm nguyên cả cái ba lô có chứa đầy đủ dụng cụ sang cho nó. Bên này, con quỷ lại tiếp tục tung roi đánh, mục đích là để vờn Khang kiệt sức, rồi ra tay bắt hồn. Khang hết cách, đành phải cong giò lên chạy, hòng kiếm đường tránh né những đòn roi đang lao tới lia lịa kia. Dần dần Khang bị ép vào một góc, cứ nghĩ là kèo này chỉ còn nước đi gặp ông bà ông vải sớm thôi. Thì ở phía trên đầu, bỗng phát ra tiếng nói rất tự tin. Alo, ông trời con, của ông đây nè, cầm lấy mà đánh đấm cho đàng hoàng đi. Trên nóc nhà, ông Mười Định vừa nói, vừa truyền cái ba lô xuống cho cậu. Khang nhanh chóng chộp lấy cái ba lô, mừng còn hơn vớ được vàng. Cậu bốc đại ra ba lá huyết phù, cho hô to. Kỳ này á là mày tới công chuyện với tao rồi. Mày hết thời rồi con. Mau sơn phù môn, đại lực kim can sắc, khai. Ba lá phù thúc động liền một lúc. Một luồng hào quang cực lớn phát ra, khiến cho ông Mười Định ở bên trên cũng sáng lòa cả mắt. Vần hào quang đó hóa thành một con hổ to lớn, hung dữ ầm ầm lao tới tấn công hai mẹ con quỷ hồn kia. Con hổ cứ liên tục tung đòn tấn công ác liệt. Nó cấu xé, nó cắn, dùng tay vả từng cái uy lực. Cái roi quỷ nhỏ bé trong tay quỷ nữ thậm chí còn chẳng gây ra được tí sát thương nào đối với hộ ảnh mà Khang vừa triệu hồi ra. Con quỷ nữ chỉ còn biết phòng thủ và tìm cách không cho con hổ kia tấn công được nó. Có thể nghe được những tiếng hét, tiếng chửi rủa, và đâu đó là tiếng khóc của cái vong nhi khi phải chứng kiến một con cọp to tướng đang nhè nanh múa vuốt trước mặt mình. Chỉ trong một chiêu duy nhất mà Khang đã chuyển từ thế bại sang thế thắng. Ông Định ở bên trên chứng kiến hết tất cả, mắt nhìn chăm chú vào thế tấn công của con hổ nọ. Thoáng chốc ông quay xuống nhìn thằng con, rồi thầm nghĩ: nó có thể kích hoạt một lúc cả ba lá huyết phù cao cấp như vậy sao? Thằng nhỏ này không còn tầm thường rồi. Ông nội à, bây giờ con đã hiểu những gì ông nói rồi. Cái roi quỷ bị con hổ ngoạm lấy rồi cắn đứt làm đôi. Nó còn vồ tới một đường, trúng ngay vào tai và ngực của con nữ quỷ. Những vết cào đó tổn thương thẳng vào nguyên hồn. Âm hỏa tự dưng bốc lên, thiêu cháy dần dần cơ thể nữ quỷ. Khói đen bốc lên nghi ngút. Nó vẫn đang ôm chặt lấy đứa con trong lòng. Khang ngồi xuống mỏm đá gần đó rồi nói to: Tiểu hổ, ngừng ta đi. Bây giờ mày có chịu khai ra là kẻ nào đứng sau bảo mày đi bắt hồn chị tao? Khai nhanh thì tao tha, còn không thì... Con hổ gầm lên một tiếng thật to để đe dọa. Nữ quỷ cười to, ho sặc sụa vì trọng thương, rồi đáp: Tao đường đường là một nữ quỷ áo tím, hôm nay lại bị một con súc vật với một thằng nhãi tranh đánh cho sắp hồn phi phách tán. Nhưng mày nghĩ như thế thì đã sao? Hù dọa được tao hả? Để tao nói cho mày biết, chuyện bắt hồn con bé đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái mà tụi tao muốn nhắm tới là giết hết cả dòng họ nhà mày. Khang và ông Định như đứng hình sau khi nghe câu nói của con nữ quỷ đó. Khang điên tiết ra hiệu cho con hổ tiếp tục tung đòn hành hạ. Nó quát: Mày nghĩ chúng mày có thể giết được cả họ nhà tao sao? Mày biết nhà tao hành nghề gì hay không mà đám ma quỷ tào lao như mày dám dây vào? Khôn hồn thì sống chứ biết thân biết phận. Đừng để tao điên lên, tao đem cái đạo hành cõng con của mày ra cho chó nó nhai bây giờ đó. Mặc cho vẫn đang chống đỡ những cú vả uy lực từ con hổ, con nữ quỷ vẫn trả lời Khang một cách đầy cay nghiệt: Ông cố mày năm xưa chết ở ngoài sông là do sư phụ tao, lão yêu ngàn năm giết đó.
Trước đây chính ông cố mày là kẻ đã khai mạo triệt đường sống của tụi tao. Lão ta đánh không lại sư phụ tao nên bị sư phụ tao vật cho về nhà 3 hôm rồi chết. Nếu không nhờ lão già đó có chút thần thông, tự đi phá căn cốt đời sau, chuyển mạch xoay tướng cho con cháu, thì có lẽ dòng họ Phan của chúng mày đã tuyệt tự cách đây 80 năm trước rồi. Hôm nay con tao đến đây bắt hồn chị mày chỉ là điểm khởi đầu cho tấn bi kịch của chính dòng họ mày về sau. Thằng Tranh, ngồi đó mà chờ chết đi. Tức thật mà, tao xóa sổ 2 mẹ con mày vĩnh viễn khỏi cõi đời này. Lôi âm phù khai. Nó tung đạo kim phù lên trời rồi gồng hết sức hét lên thật to. Một cơn thịnh nộ cuồng phong kéo đến ầm ầm, nghe như ám mùi đau thương và tan tóc. Giữa màn đêm mù tịch và tối tăm, mây đen dặn kín lối, sấm chớp nổ liên hồi. Khang tập trung bắt quyết rồi hô thật lớn: Lôi âm phù, đánh thật nhanh, đánh thật mạnh vào, đánh cho tụi nó không còn cả cái hồn khí để mà tan biến cho ta. Đám mây sấm sét khổng lồ đánh xuống từng đợt, từng đợt như búa bổ. Âm thanh sét đánh vang to đến nỗi toàn bộ phải bịt tai lại, nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ do cơn tức giận của Khang cao trào quá nên đây là lần đầu tiên nó phát động lôi âm phù một cách khủng bố như vậy. Con nữ quỷ và đứa con tội nghiệp của nó vừa tránh đòn sét đánh, vừa phải tránh con hổ vồ. Cả hai biết chẳng còn cơ hội sống khi Khang ra tay quá mạnh. Bọn chúng nhìn Khang bật cười lên khoái trá mà nói: Mẹ con tao chết thì cũng thường thôi, nhưng mẹ con tao cũng sẽ không cô đơn đâu. Bọn mày đừng hòng được ăn cái Tết năm này. Tất cả bọn mày, 29 Tết này hẹn gặp lại ở cõi hư vô. Hết lời, nó cười thật to, dang trọng tay ra, không còn chống đỡ nữa mà an phận chờ đợi cái chết. Con hổ lao tới dùng tay vả đứa nhóc văng dính vào một góc, còn phập một phát ngang cổ của con quỷ mẹ. Vẫn chưa dừng lại ở đó, cả hai liên tiếp bị Khang điều khiển lôi âm phù đánh xuống hơn 100 tia sét vào 2 linh hồn bé nhỏ. Khang say máu đến khi mà cả hai đã hoàn toàn bị tan hồn nát phách, chỉ còn lại một mớ không khí lấm chấm màu xương. Nó cũng chẳng thà, nó dùng sét đánh xuống liên tục, quyết đốt cháy cho bằng hết chút khí hồn ít ỏi còn sót lại, để chắc chắn rằng bây giờ có là thần tiên có pháp lực thu phách về hồi phục nguyên hồn cũng không thể hồi sinh cho bọn chúng, bởi vì chính phần hồn khí nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã bị Khang đốt mất rồi. Vậy là đã giải cứu cho Lan xong. Hổ ảnh cũng chào Khang rồi tan biến. Mọi người mở cửa vui mừng bước ra. Riêng duy nhất chỉ có Khang là trung trung đôi tay, cặp mắt lờ đờ, người đơ đi như chẳng còn chút sức lực. Khang ngã lăn ra đất rồi ngất xỉu luôn tại chỗ. Ông Mười dìu nó vào nhà, có lẽ do đã quá mệt khi cố hết sức để điều khiển cùng phát huy sức mạnh của mấy lá kim phụ. Nó cần được dưỡng sức, bồi bổ đầy đủ. Ông Mười đắp chăn cho con rồi lặng lẽ đi ra, đốt 3 nén hương đứng trước bàn thờ, khấn trong nước mắt: Con xin chư vị tổ tiên có thương dòng họ Phan này thì hãy ra sức độ trì phù hộ cho dòng họ tai qua nạn khỏi, đêm giữ qua lành. Con xin ông nội nếu có cách gì hãy chỉ dẫn cho con để cứu lấy cả nhà. Con xin tất cả mọi người. Tấm di ảnh của ông nội đột nhiên cử động rồi chớp mắt. Ông hít một hơi thật sâu rồi bảo: Ngó bộ thằng Khang đó, nó phải thay tao làm nốt phần còn lại rồi. Ông Mười nghe loáng thoáng tiếng của ông nội mình bên tai, nhưng lần này lại không thấy bóng hình của ông đâu. Thấy thằng cháu đang lơ ngơ tìm mình, ông cười to nói:
tao trước mặt mày chứ đâu Mười. Ông Mười đưa mắt nhìn về phía trước, thấy tấm di ảnh của ông nội tự dưng chuyển động, cười cười nói lại còn vuốt trâu như thật. Trong lòng hoảng hốt bật lùi ra sau. Ê, cái gì mà mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy? Tao nè, trận đánh hồi nãy tao thấy hết rồi. Cố định thần trở lại, ông Mười vừa khóc vừa thưa. Nội ơi, con nữ quỷ kia nó đòi giết cả họ nhà mình, làm sao mà cứu được bây giờ đây hả nội? Ông nội vuốt trâu gắt ngay. Ừ thì thằng Khang đó chị, nhưng mà nó còn nhỏ quá, có đánh lại đám quỷ dữ kia hay không? Cái này tao cũng không biết nữa. Ý trời rồi, để coi cái phúc của nhà mình đến được đâu. Tao có giúp được cũng chỉ là gợi ý thôi. Mà thôi tao đi nha, bay ở lại mạnh giỏi. Ông Mười giật mình rồi giật lại bảo. Ông nội ơi, ông nội chưa chỉ cách con mà đòi đi đâu. Bộ ông muốn nhìn thấy cảnh họ mình á bị tuyệt diệt sao? Sao ông ác quá vậy? Vừa dứt lời thì từ trong tấm ảnh thờ với ra một cái bàn tay cuốn đầu ông Mười một cái cốc rõ to. Ông lão vuốt râu chửi. Mày con nít con nôi thì biết cái gì? Không lẽ con cháu của tao mà tao bỏ hả? Tao đi gặp thằng Khang bài cách cho nó, chứ mày có chỉ thì cũng có làm được đâu. Tụi mày cứ làm theo lời nó là được sống. Tao đi đây, không hơi đâu mà ngồi giải thích với mày. Đoạn ông lão nhìn sang cửa phòng của Khang, rồi lý nhí cười, khẽ nói. Thằng chắc đích nhôm của ông, ông tới thăm mày nè. Thoáng chốc, ông đã bay phục vào trong phòng của Khang, đặt tay lên trán đang vã mồ hôi của nó. Ông chẹp miệng. Đang mơ hả? Thôi để chạy vô coi nó mơ cái gì. Mộng cảnh trận khai. Thế là ông biến thành một luồng đạo quang, bay thẳng vào trong giấc mơ của thằng chắc mình. Đứng từ vị trí của mình nhìn tới thì ông thấy Khang đang ngồi xếp bằng luyện pháp thuật. Xung quanh có một con trồng vàng to lớn bay cuộn sát người để hộ thân. Trồng vàng nhìn ông lão một hồi rồi bảo với Khang. Chủ nhân à, cậu có khách tới chơi kìa. Khang từ từ thu pháp rồi mở mắt đứng dậy. Thấy trước mặt mình là một ông lão tuổi đã quá trăm, trên người tỏa ra tiên khí và hào quang rực rỡ. Biết là tiên nhân giáng phàm, nó lễ phép chắp tay cúi chào. Ông lão vội đỡ Khang ngay, không cho anh hành lễ, rồi nói. Ai, người nhà không à, mày hành chi đại lễ vậy con? Ông cố nè. Thấy vẻ mặt Khang có vẻ ngu ngơ không tin, ông lão cười rồi tặc lưỡi cho qua. Thôi để mai có gì ba mày nói lại với mày sao. Mà hồi nãy đánh hai con quỷ đó thấy sao? Đủ đồ chưa? Dạ, chỉ cần có đủ bùa trong tay thì hạng quỷ đó cũng chỉ là hàng xoàng thôi. Mộng thấy con đánh sao? Hay không mộng? Thấy tính tình của Khang háo thắng, bộc trực y như mình lúc trẻ, ông lão cười to. Không nhờ ba mày lấy đồ nghề đưa sớm cho, thì chắc bây giờ tao phải đi đòi lấy hồn thằng chắc nổi từ tay con quỷ hạng soạn đó rồi. Thì ra toàn bộ trận chiến đó lão tiên gia đều biết hết. Khang đỏ mặt gãi đầu vì xấu hổ. Ông lão vỗ vai anh động viên. Ai, tuổi trẻ mà đạo pháp được như vậy là khá lắm rồi. Cố gắng nhàn con. Ông chạy vô đây cũng vì cái chuyện của gần 100 năm về trước. Bây giờ nó quay lại rồi, không khéo là cả họ nhà mình bị diệt tộc như chơi đó. Lời nói của ông làm cho Khang cũng nhớ lại lời cảnh báo của con nữ quỷ trước lúc bị hồn phi phách tán. Vừa sực tỉnh, Khang bối rối hỏi ngay. Bây giờ phải làm sao đây ông? Ông chỉ cho con với. Ủa vậy chứ nãy giờ
là mày biết tao là ông cố mày chưa? Sao mà mày tin ráo trội vậy? Trời, con biết ngay từ đầu rồi. Không phải ông thì đâu có vô được mộng cảnh của con. Tại phải cùng huyết thống mới vô được mà. Rồi mày vừa ngủ vừa luyện pháp được luôn đó hả? Dạ được chứ ông. Thân xác vật lý thì ngủ để lấy lại sức bình thường thôi. Còn thể linh hồn thì cứ tự do học đạo luyện pháp. Cũng nhờ như vậy mà chỉ ngắn ngủi mấy năm đại học, con mới có thể ban ngày học văn hóa, đi làm, đêm về nhà vừa ngủ vừa học đạo pháp đó ông. Chà, bày giỏi ha. Còn hơn ông mày lúc trẻ, đúng là hậu sinh khả quý đó. Mà chết, nãy giờ lan man quá. Bây giờ ông có vài chuyện cần kể cho con nghe nè. Nhưng mà ông già rồi, giọng không còn khỏe để mà kể hết đầu đuôi cho mày nữa. Thôi mày coi phim tạm đi nha, coi cho nó hình dung dễ hơn. Coi đi rồi ông chỉ cách cho mày cứu dòng họ. Chứ hồi nãy cái trận đó chỉ mới là mở bài thôi con. Còn thân bài, kết bài nó còn khốc liệt hơn nhiều. Tao nói vậy đó cho mày chuẩn bị. Bây giờ thì mộng cảnh lên hình đi con. Chỉ bằng một cái phất tay đơn giản thì mộng cảnh trận đã tự động phát huy. Khoảng trắng trước mặt giờ đây như một màn hình lớn đang chiếu lại toàn bộ sự việc quá khứ xảy ra gần 100 năm trước. Khang vòng tay chăm chú theo dõi. Trong tầm mắt của anh bây giờ dần xuất hiện cho một vị đạo sĩ trung niên, tuổi cũng độ ba mấy 40, đang mon men đi sát bờ sông. Ở bên này, ông lão cũng vuốt trâu rồi trỏ tay phụ họa. Hồi ông 40 tuổi rồi con, còn phong độ hơn ba mày bây giờ nhiều đó. Khang chỉ mỉm cười rồi tiếp tục im lặng dõi theo. Hình ảnh tiếp tục hiện ra. Vị đạo sĩ đó nhìn xuống lòng sông rồi cởi cái mũ của mình đem đặt xuống đất. Sau một hồi niệm chú, cái mũ nọ đột nhiên bay lơ lửng trên không trung. Vị đạo sĩ tiếp tục phi thân đứng lên trên chiếc mũ vải rồi nhẹ nhàng lướt qua dòng sông lớn. Khang mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Gì ghê vậy ông? Ông có thể thi triển được loại pháp thuật áo diệu này sao? Thật không thể tin nổi mà. Có cái gì mà áo diệu, trò chơi con nít đó mà. Đoạn sau còn nhiều cái cho con xem kìa, tập trung đi. Khang tiếp tục chú ý theo dõi từng chi tiết. Cậu căng mắt dán vào cảnh trận nhằm không để bất kỳ khoảnh khắc kỳ diệu nào có thể lọt qua tầm mắt của mình. Đoạn sau khi ông đang cố lướt đến giữa lòng sông thì ở dưới dòng xuất hiện một cái xoáy nước lớn. Biết có điểm chẳng lành, vị đạo sĩ kia vội phóng phúc lên trên cao né tránh. Quả không sai, khi ở dưới sông bỗng trồi lên một cái đầu trồng lớn đang há hàm ra để ngoạm lấy và nuốt trọn lấy ông. Con trồng tấn công hụt, nó điên tiết gầm lên vang trời. Bên này vị đạo sĩ phóng vội lên trên bờ bên kia, tay rút trường kiếm ra rồi cất giọng. Dễ gì mà mày đòi ăn được tao, nằm mơ đi con dao kia. Khang nhìn thấy con trồng này, không, phải gọi là con dao mới đúng. Nó trông rất khác so với những con dao bình thường, cũng như là long hồn mà anh đang sở hữu. Mình của nó chỉ có một màu đen tuyền hắc ám, đầu đã có sừng to và dài, chân chỉ có bốn móng chứ không được năm. Thân hình dài sắp xỉ 30 thước, lớn hơn rất nhiều nếu như so với một con dao thông thường. Đáng lẽ nó đến độ này phải vượt biển hóa long như dao long dạo trước chứ, cớ sao lại còn... Là hắc dao, thưa chủ nhân. Tiếng của long hồn bên cạnh cất lên, làm Khang càng thêm thắc mắc. Nó ngơ ngáo hỏi. Hắc dao sao? Có loại này nữa hả? Ông cố của Khang đứng bên cạnh, khẽ lấy cây gậy khiều anh hai ba cái rồi giải thích. Thoạt đầu nó cũng giống như con dao lông mà con đang sở hữu thôi. Nó cũng tự tôm cá được phước tu mà thành.
nhưng do quá trình tu tập không chịu làm điều thiện hay làm ác, giết người, giết thú làm vui, công đức không đủ thì làm sao đủ quả độ để vượt biển qua rồng. Hàng này còn phải lo thiên lôi hổ tội, nên chẳng mấy khi dám ngồi đầu lên quá cao so với mặt nước. Da vảy của nó do ác tâm và ác nghiệp tích tụ qua vậy, nên chuyển từ màu xanh sang đen. Màu đen tuyền không chút hỗn tạp này chứng tỏ là nó là con hắc dao tàn ác có hạn. Thôi con xem tiếp đi, lát cho ông giải thích sao. Khang tiếp tục theo dõi. Con hắc dao đó tụ nước lại thành một quả cầu lớn, rồi chưởng tới thật mạnh trước vị đạo sĩ kia. Nó gầm lên giận dữ: Tại sao năm lần bảy lượt đám đạo sĩ thối chúng mày cứ chỏ mũi vào chuyện của tao làm gì? Đã thế tao phải giết hết cho bằng sạch, nhất là dòng họ nhà mày đó Phan Bửu. Đi chết cả đi. Khang giật mình. Thì ra bây giờ anh mới biết ông cố tên thật là Phan Bửu. Vậy mà bấy lâu nay không một ai tiết lộ cái tên này ra ngoài. Kể cả tên được cắt trên bia mộ cũng chỉ ghi là cố tổ phụ họ Phan. Ông Phan Bửu lúc này phi lên trên cao, đón đánh quả cầu nước khổng lồ đang vù vù lao tới. Chỉ một loáng hơn 10 đường kiếm gỗ đào chém liên tiếp vào bên trong. Khối cầu nước ấy đã nổ tung, tạo thành một cơn mưa bọt nước trắng xóa, trông rất đẹp mắt. Xoay kiếm vài vòng, rút ra năm đạo kim phụ cao cấp. Vị đạo sĩ hô to: Mày và đám lâu la thuộc hạ cứ suốt ngày nhiễu sự ở đây, tao thấy chướng mắt thì tao đánh. Lần này để xem mày chết hay là tao vong. Đón lấy ngũ hành phù, khai. Năm đạo kim phụ được thúc động ngay giữa không trung. Nó tạo ra một chiếc vòng âm dương ngũ hành cực lớn, từ trên cao hạ xuống. Vòng hào quang bắn xuống tấp nập, làm hắc chao phải điên cuồng né tránh. Khi chiếc vòng ngũ hành đã áp sát mặt xong, thì con hắc chao vẫn cố dùng lấy hai chi trước chống cự quyết liệt. Miệng của nó phun ra hàng loạt đợt hắc hỏa cực mạnh lên trên. Phan Bửu liền bay người sang một bên để tránh né. Nhân cơ hội này, hắc chao đánh bật chiếc vòng ngũ hành sang bên kia. Vừa đáp xuống mặt đất chưa lâu, con hắc chao đã hướng về phía vị đạo sĩ mà gào thét: Phan Bửu, mày khá lắm. Vậy để tao dùng hết toàn bộ sức mạnh của tao để đấu với mày. Bách quỷ chi trận, khai. Cả lòng sông rộng lớn đột nhiên nổi sấm chớp đùng đùng, điện bắn sáng lóa cả mặt sông. Hàng loạt cá tôm dưới sông đều bị điện giật cho chết sạch cả. Linh hồn của chúng bị con hắc dao này kéo lên trên mặt nước, dàn thành một yêu trận tấn công. Trước trùng trùng lớp quỷ hồn đang đứng trước mặt chuẩn bị lấy mạng của mình, Phan Bửu khẽ cau mày khó xử. Khang theo dõi toàn bộ và cũng hiểu được sự khó xử đó. Nếu như ông cố mà ra tay giết hết đám quỷ hồn kia thì sẽ phạm vào lạm sát vô tội. Còn nếu không đánh sẽ bị hắc dao đánh chết, thậm chí còn chẳng có lấy hồn phách để mà đầu thai. Tình thế tiến thối lưỡng nan, chẳng biết làm cách nào thì con hắc dao đã ra lệnh tung đòn trước. Tất cả các ngươi nghe đây, chính kẻ này và gia tộc nhà hắn ta đã nhiều lần quấy phá, bắt giết các huynh đệ của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải lấy mạng hắn để rửa thù, giết hết cả nhà hắn để trừ mối họa về sau. Đứa nào chặt đầu được tên đạo sĩ thối này xuống, ta ban cho linh thạch để tu luyện thành yêu. Xông lên! Hàng loạt quỷ hồn tôm cá cứ đâm đầu lao đến toàn giết Phan Bửu. Nhưng ông cũng chỉ nhẹ nhàng phòng thủ. Nếu chỉ cần lỡ tay đánh nát hồn một con cá tôm nào tại sông này thì chưa cần tới thiên khiển, tự bản thân ông đã thấy rất áy náy rồi. Nghĩ thì làm ngay, ông chỉ thủ mà không công. Vốn biết lần này khó có cơ hội dứt điểm được hắc dao, đành kiếm đường rút lui an toàn vậy. Hổ thần thuật, khai. Thủy thượng phiêu, khai. Một lớp lá chắn dày và lớn đang bao bọc lấy người của Phan Bửu. Cùng với bộ pháp thủy thượng phiêu của bản thân, vị đạo sĩ nhanh chóng lách qua hết hàng trăm đòn công kích
sát chiêu hung hiểm của đám quỷ hồn. Quyết một lần này thử xem sao. Lợi dụng vào tốc độ, lấy biến ảo làm gốc, Phan Bụ áp sát thật nhanh vào con hắc dao, dùng kiếm gỗ đâm chém tới thật mạnh, kèm theo đó là ba lá kim phụ trấn phái. Chốc yêu phù, tất sắc. Ba lá kim phụ biến thành ba thanh trường kiếm. Phan Bụ dùng hết thần lực của mình, hợp nhất cả ba lại, biến thành một thanh đại đao to lớn cực kỳ. Dùng hết sức bình sinh, ông tung ra một cú chém thật mạnh từ trên xuống đỉnh đầu con hắc dao. Do tốc độ quá nhanh và gấp nên nó không thể nào tránh né được. Lưỡi đao chặt thẳng vào đầu nó, găm chặt tận vào trong xương tủy. Nó đau đớn dãy dụa quằn quại, lồng lên một tiếng lộng trời. Ở bên này, mặc cho cả trăm con quỷ hồn đang mặc sức tấn công mình, Phan Bủ chẳng màng quan tâm. Đôi chân vẫn lướt nhanh thoăn thoắt trên mặt nước, bồi thêm hàng chục nhát chém vào khắp người con hắc dao. Nhìn thấy trận đảo chiều trong gang tấc, ông được nước mà đắc chí. Trong tử địa lại có sinh cơ, để xem lần này ai mới là người phải chết. Hắc dao đổ ầm xuống sông, giọng nói khàn đục đáp lời. Thế thì đã sao, mày quá coi thường tao rồi. Mày đánh tao trọng thương thì hôm nay cũng đừng hòng sống mà trở về. Hắc dao độc, sát. Cả dòng nước đột nhiên trở nên đen kịt, sóng nước cuồn cuộn trào dâng. Biết chẳng thể nào nán lại lâu hơn, Phan Bủ cố phi những bước thật dài, hồng nhanh chóng thoát sang bờ bên kia. Con hắc dao cười to mà đáp. Muốn chạy sao, không kịp nữa rồi. Thế rồi xoáy nước nổ tung, những hàng nước to dài cứ liên tục bắn ra xung quanh. Nó bắn trúng vào khắp người Phan Bủ, vào tay, chân, lưng, và dính trên bộ đạo bào của y rất nhiều. Nước thấm đến đâu, chỗ đó bốc cháy xèo xèo lên. Chẳng mấy chốc mà bộ đạo bào của ông đã gần như cháy rụi. Tay chân những chỗ bị dính phải thứ nước đen độc địa này cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nó cháy từ da vào thịt, rồi ngấm đến tận xương. Phan Bụ cố gắng nén cằn cơn đau mà cố chịu đựng. Con hắc dao dưới nước hạ hê cười to, ra hiệu cho đám quỷ hồn ngừng đuổi theo nó, cho nói. Trận lần này thì tao trọng thương, còn mày thì chết. Đợi đến khi mày chết rồi, tao sẽ cho đệ tử đến giết toàn bộ dòng họ nhà mày, quyết không chừa một ai. Mày có 3 ngày để lo hậu sự cho bản thân và cả đám con cháu anh chị của mày nữa. Nhớ chọn quan tài cho đẹp vào đó. Thật không ngờ, chỉ một phút sơ sẩy mà ta đã phải bỏ mạng sau chứ. Khang đứng chăm chú xem mà chép miệng cảm thán. Nó chỉ là một con dao thôi mà, sao lại có sức mạnh kinh hồn tới như vậy được. Ông cố vội vất tay thu hồi mộng cảnh trận, rồi mới nói. Nếu tính thời gian tu tập thì đạo hạnh của nó không dưới 1800 năm đâu con. Long hồn cũng tiếp lời. Hắn mạnh gần gấp đôi tôi rồi đó. Mặc dù tôi bây giờ là Long, nhưng nếu đối đầu với một con ma giàu như thế thì cửa thắng cũng chẳng có mấy phần. Lại thêm hắn ta là loại cùng hung cực ác, chuyên cắn nuốt linh hồn của kẻ khác để tăng đạo hạnh cho bản thân. Nên có thể thấy, nếu phải giao chiến thì cả tôi và cậu đều chưa phải đối thủ của hắn ta. Khang suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên, chẳng còn thấy tình huống tiếp theo đâu nữa. Ủa, chứ còn đoạn sau thì sao ông? Bộ chuyện như vậy là hết rồi hả? Gợi ý cũng còn đâu. Thì đoạn sau là lúc ông trồng cột rồi phá tướng cho các con cháu. Cuối cùng là đám tang của tao thôi, chứ có cái gì mà mày đòi coi. Nhiệm vụ của mày bây giờ, đầu tiên là phải nhổ được hết 4 cái trụ độc đen mà ông đã chôn dưới đất để trấn giữ xung quanh phần đất nhà mình. Làm xong rồi chắc chắn con hắc dao đó sẽ đến kiếm con để gây sự.
Mày thay ông đánh bại nó là xong chuyện thôi. Dễ ợt chứ có gì đâu. Kha nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt. Nó giật mình rồi nói: Con hả? Sao con có thể đánh bại nó được? Chuyện ông tự gây thì cũng giải quyết đi chứ. Sao đổ qua cho con? Còn bốn cái trụ đồng đen, ông không chỉ chỗ sao con biết đường mà đạo nó lên. Còn phải hoàn thành trước giao thừa nữa chứ. Từ đây đến đó chỉ còn có 3 ngày, sao làm cho kịp? Có khi còn chưa kịp đụng tới nó thì con đã lăn đụng ra chết vì bị bùa của nó giật lại rồi. Tôi còn không làm đâu. Ông Phan Bủ liền lên giọng mỉa mai: Coi coi, có cái thằng chắc nội á, mà nhờ giá chút tâm nguyện chưa thành mà nó từ chối đầy đẩy như vậy đó. Vậy mà nó lại vì một cặp vợ chồng già nào đó, vì một con dao nào đó không thân không thích, không họ không hàng, mà sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giải cứu cho bằng được. Ai mà thôi, ông nói thì nói vậy thôi, còn làm hay không là chuyện của mày. Có chết rồi thì cả đám cũng chết, còn tao thì chết rồi nên đâu có gì phải sợ. Tao đi nha, ăn Tết vui vẻ ha. Ông Cố liền chống gậy, lủi thủi bước đi trông rất tội nghiệp. Khang bên này hô lớn gọi với theo: Được rồi, thì con làm là được cái gì? Nhưng mà ông phải chỉ chỗ cho con bốn cái cây trụ đồng đen ở đâu đây chứ. Không nói không rằng cứ đi một lẹo vậy, coi sao được. Ông Cố quay lưng lại, vừa gắt vừa chửi: Cha mày, chỉ hết rồi còn cái gì là thiên cơ? Phải tự lực cánh sinh đi chứ. Tao bây giờ thành tiên rồi, đâu phải muốn dây dưa là dây được đâu. Mà thôi cho cái gợi ý nè: tứ phương tứ trụ, ba thước đào sâu, nhất lượt cùng nhau, yên bề con cháu. Đó, mày tự ngẫm rồi tự tìm đi con. Tao đi à, lần này không có tréo gỗ gì nữa nghe chưa. Dứt lời, ông hóa thành một đạo hào quang rồi bay vút đi mất. Khang đứng ở đó mà lẩm nhẩm mãi một câu gợi ý vừa rồi. Một lúc sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên là biết trời đã sáng. Khang vội thu mộng cảnh cho hòa nhập với thân xác để thức dậy. Một ngày mới lại bắt đầu, và Khang cũng tự hiểu rằng bây giờ anh đang phải chạy đua với thời gian, không thể nào chậm trễ hơn được nữa. Khang gọi ba mình dậy rồi đem mọi chuyện đêm qua gặp ông Cố kể lại. Ông Mười cũng vội gọi các bác lớn về nhà của mình để bàn chuyện. Lúc sau, khi anh em trong nhà đã tề tụ đông đủ, Khang mới nhỏ nhẹ cất lời: Dạ con chào các bác. Chắc là chuyện ba con vừa nói thì mọi người cũng đã nghe qua hết rồi. Con không biết thực tế bốn cái trụ đồng này được ông Cố chôn ở đâu nữa. Tứ phương tứ trụ, ba thước đào sâu, nhất lượt cùng nhau, yên bề con cháu. Đó là lời gợi ý ông Cố nói với con đó. Mọi người đây có ai hiểu gì không ạ? Ông Bốn cũng lẩm nhẩm thêm một lát rồi ông nói: Bác nghiệm ra rồi nè. Anh nói mấy chú nghe thử coi phải không nè. Cái này nó cũng dễ. Tứ phương tứ trụ là bốn hướng chính là của có bốn cây trụ. Ba thước đào sâu có nghĩa là trụ được chôn sâu cách mặt đất khoảng ba thước. Nhất lượt cùng nhau ý là bảo chúng ta phải đào cả bốn cái trụ đó lên cùng một lúc, cùng một thời điểm, có ý là thống nhất đoàn kết. Còn cái vế mà yên bề con cháu thì dễ rồi. Chắc là đào xong thì sẽ giải được cái nét tướng bị phá lâu nay của họ mình. Ai cũng tấm tắc trước màn cắt nghĩa chi tiết và tường tận của ông Bốn. Tuy không dám chắc là có đúng như thế thật hay không, nhưng nghe kiến giải thì cảm thấy cũng rất hợp lý. Mọi người đều nhất mực tán thành. Riêng Khang có vài chỗ không hiểu nên vội hỏi lại ngay: Nét tướng của họ mình bị phá nghĩa là sao vậy bác Bốn? Ông Bốn nhấp một hớp trà rồi mới chậm chậm kể: Cái hồi mà còn nhỏ đó, bác nghe ông nội năm của con có nói, ông Cố muốn giữ mạng cho con cháu đời sau nên buộc phải phá tướng để không ai phải dính cái nghiệp thầy pháp nữa. Dòng họ nhà mình đều có dị tật về mắt, cụ thể là mắt mại.
có người mại ít cũng có người mại nhiều. Phàm là con nhà đạo gia khi mới sinh ra đều tự khắc đã có mắt âm dương từ nhỏ. Nhưng do mắt đã phá tướng rồi nên cả họ hầu như ai cũng bị mất mắt âm dương. Ai mà có thì cũng hạn chế thôi, khi được khi không đó con. Đó là lý do mà khi bé con mại hai con mắt, mà ba mẹ con chỉ dám mổ một con mắt bên trái là mắt dương, còn con mắt bên phải là mắt âm vẫn để nguyên như vậy. Vì sợ khi sửa tướng lại thì con dính vào cái nghiệp làm thầy. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Phá tướng vậy rồi mà bây vẫn học được pháp thuật đạo gia, lại còn giỏi như vậy. Chắc xong chuyện này con nên đi sửa hẳn lại con còn lại luôn đi, để khai mở hẳn mắt âm dương, sau này tiện đường mà hành đạo. Được nghe giải thích, Khang cũng đã hiểu ra nhiều điều. Thì ra để cúng lấy sinh mạng của con cháu đời sau, ông cố đành phải chấp nhận phá tướng và chịu thất truyền biết bao nhiêu pháp thuật độc môn. Tất cả chỉ chờ đợi có ngày này. Việc Khang được học pháp thuật cũng là do ý trời. Chắc là anh đã được sắp đặt cho việc tháo gỡ khúc mắc còn vướng lại của quá khứ. Sau khi nghiệm ra câu chỉ dẫn, Khang nhanh miệng nói luôn. Phần đất thuộc nhà mình, ngày trước trồng từ đâu đến đâu, bây giờ cần phải xác định được đúng cái ranh giới đất và các điểm để tiến hành đạo ngay được. Phải nhanh lên, chứ hôm nay là 6 Tết rồi, còn 3 hôm nữa là giao thừa thôi. Mọi người cũng cảm thấy mọi thứ đang dần gấp gáp hẳn lên. Ông Bốn cố nheo đôi mắt lại, lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn đã phai mờ dần theo năm tháng. Khói thuốc lá vẫn từng hơi bay lên đều đặn. Mọi người đang hồi hộp chờ đợi. Lát sau ông Bốn tháo cặp mắt kính ra rồi nói: chuyện đất cát cách đây cả trăm năm thì khó mà tính cho đúng được, do sau vài đời chia phân chia ra mua bán, có khi phần đất đó lại là của người khác rồi cũng nên. Bác cũng chỉ nhớ mãi mãi nó bắt đầu từ trên nhà bà Tư Thép chạy đến hết nhà ông chú Bảy. Đó là chiều dài. Còn chiều rộng thì lấy từ cửa ngõ này chạy ra sau hè nhà ông Ba Chí bây giờ. May là hồi đó đất của ông nội khá vuông vắn, cho nên cũng dễ xác định. Cái khó là khi không mình lại vô nhà người ta đào bới thì e là không có tiện. Ông Mười nghe vậy cũng tiếp lời: tính ra thì cũng bà con chồng sớm, mình cứ xin họ vô đào trước đi, nói rõ sự tình cho họ hiểu. Có cái gì sau khi đào được cái trụ đồng đen lên thì mình bồi thường cho nhà họ chút tiền phí tổn. Em nghĩ làm vậy chắc cũng trọn vẹn tình nghĩa rồi anh Bốn. Mặt của ông Bốn vẫn không bớt căng thẳng. Ông nói trong sự lo lắng: chưa đâu. Hồi đó bác Năm còn có nói, sau này muốn nhổ trụ của ông nội thì phải tìm thầy cho thật cao tay, chứ không là bị giật lại cho banh xác được. Hơn nữa nội có 4 con âm binh ở trong 4 thanh trụ đồng đen đó, xem như là lính canh chừng. Anh chỉ e là... Nói được nửa chừng rồi lại ngưng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khang. Khang toát mồ hôi hột. Nó nói: con không chắc là con có thể nhổ được 4 cây trụ đó lên được hay không. Nhưng mà con nghĩ ông gợi ý cho con thì chắc đám quỷ binh mà ông nuôi cũng biết hết rồi. Tụi nó không có làm gì khó dễ đâu ha. Đạo hạnh của con ấy, thì con không biết nếu mà đem so với ông cố thời đó thì cao thấp như thế nào. Nhưng mà con tự tin là đủ sức làm được. Mình mau tới nhà mọi người xung quanh để bàn bạc thôi. Nếu được ấy, thì kêu gọi thanh niên trong xóm giúp đỡ một tay, thì công việc mới nhanh chóng hoàn thành được. Mọi người đều gật đầu rồi đứng dậy đi ngay. Ông Mười thì ở nhà huy động thanh niên trai tráng chuẩn bị cuốc xẻng sẵn sàng. Sau gần một buổi thỏa thuận với hàng xóm thì ông Bốn và Khang cũng đã thuyết phục được. Mọi việc khởi đầu khá là suôn sẻ. Có lẽ một phần là những người lớn tuổi cũng đã biết được hoặc nghe qua mang máng về câu chuyện này. Thêm nữa họ cũng đều là họ hàng xa với nhau, nên nếu lỡ có chuyện diệt tộc xảy ra thì họ cũng sợ bị liên lụy. Đến độ trưa thì Khang và ông Bốn về nhà thông báo kết quả cho mọi người.
Ai cũng vui vẻ, mừng, hy vọng rất nhiều thứ. Khang thay quần áo chuẩn bị tắm rửa, nó quay sang nói với ba. Ba, phiền ba gọi điện thông báo cho các anh chị em á, chịu khó tầm 2 giờ chiều là mình bắt đầu phân chia ra 4 điểm ngay. Con sẽ đặt ở 4 bên 4 cái bàn lễ, tôi dùng hình nhân thế mạng thay con hành pháp, làm nhanh trước khi mặt trời lặn. Con đề phòng xa, lỡ có chuyện gì thì mình còn ứng phó kịp. Ông Mười gật gù hiểu chuyện, rồi vỗ vai con trai với vẻ mặt hài lòng. Sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi, Khang vội vã chuẩn bị đồ lễ ở 4 bên. Mỗi bên đồ lễ được đặt một cái bàn cách điểm đã xác định khoảng 5 mét. Bên trên bàn đều có hình nhân thế mạng, được Khang đính kèm vào đó một đạo ý niệm nhỏ liên thông với chính anh. Điều này có khả năng giúp anh hầu như có mặt ở 4 nơi cùng một lúc. Việc hành pháp và tiến hành đạo bới sẽ không bị gián đoạn. Khoảng 1:50 chiều, Khang gọi điện cho từng vị trí để kiểm tra lại mọi thứ. Đúng 2 giờ chiều thì phần hành lễ sẽ bắt đầu. Khang trút 3 cây nhang đã chuẩn bị sẵn, liền châm lửa, để lên trán rồi khấn. Cô ơi, cô thương con thương cháu, thì cho phép con đào lấy 4 trụ đồng này. Lỡ gặp đám quỷ cô nuôi mà nó dò xét, thì cô nhớ chuyển lời giúp con nha. Con không muốn đánh nhau nữa đâu. Khấn xong, Khang cắm vào cái lư hương đã chuẩn bị sẵn. Trong đầu anh cũng vang vang lên câu nói của một cái giọng rất là quen thuộc. Mày khởi động với đám âm binh của tao một chút cũng được mà con, coi như bài kiểm tra vậy. Nếu mày đánh được 4 con sơ bộ quỷ dương đó thì mặt mày mới đủ sức đấu với hạt dào. Đánh không lại sao mà cứu người được. Ông cũng không có làm khó cái thằng chắc của ông đâu, nhưng mà cái gì cũng phải tự thân vận động con à. Vậy nha, đào đi cho lẹ. Khang nhận ra ngay giọng nói nửa đùa nửa thật đó của ông cố mình. Nó chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết phải làm sao. Trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần, dự liệu cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khang quay sang mọi người, mở điện thoại gọi video lên cho anh nói. Còn 2 phút nữa là đúng giờ, mọi người tranh thủ cầm lấy dụng cụ, sẵn sàng vào vị trí đi. Đào đường kính khoảng 1 mét, sâu 3 mét là được. Sau đó đợi con thi pháp giải ấn, rồi mọi người cột dây kéo lên, vậy là xong. Anh em cố gắng nha. Đúng giờ rồi đó, đào đi mọi người. Tất cả mọi người đều hô hào vang dội, đào rất là khí thế. 4 đầu đều được trực tiếp trong màn hình gọi video nhóm, tiện cho Khang theo dõi. Mọi người cứ thế mà hì hục đào. Tiếng hô hào lấy sức vang lên rất đều đặn trong không trung. Từng xẻng đất cát cứ lần lượt được xới tung lên. Mọi người đào dưới ánh mặt trời, dù đang là những ngày cận Tết nhưng vẫn nóng như đổ lửa. Hì hục tròng trả hơn 1 tiếng đồng hồ, cả 4 điểm cầu mới được đào đúng được 3 thước đề ra. Mọi người chống xẻng nghỉ ngơi. Đám thanh niên nhìn qua ngó lại rồi bảo nhau. Sao tao đào đúng 3 thước độ sâu rồi mà chưa thấy cái gì hết vậy? Tiếng xì xầm trăm trang cứ liên tiếp truyền đến. Khang nghe vậy, vỗ tay cầm điện thoại, rồi động viên. Anh em nghỉ xa hơi uống nước, tầm vài phút đi. Bây giờ đến phần tôi lo liệu. Để tôi tìm mấy cái trụ đồng đen đó cho. Mọi người có thấy cái thanh sắt màu đen dài hơn 1 thước, có đính lá bùa xếp thành hình tam giác mà tôi đã chuẩn bị hay không? Cứ cắm nó vào chính giữa cái phần hố mọi người đào là được. Để tôi kéo cái trụ đồng đen lên một chút, cho anh em xỏ dây, cho kéo lên. Cứ thế mà mỗi điểm cầu lại cử ra một người trèo xuống, găm cây sắt xuống trung tâm cái hố. Sau khi mọi chuyện đã hoàn tất, Khang đốt 4 cây nhang rồi cắm xuống theo một hình vuông. Tay bắt ấn, 2 ngón trỏ và giữa thì kẹp một lá trợ lực phù, rồi niệm chú. Khang đứng niệm chú giữa trời nắng chang chang, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tất cả mọi người ở 4 điểm cầu đều hồi hộp chờ đợi.
Đột nhiên thanh sắt vừa được cắm xuống tự nhiên phát nổ lên đùm đớp, toàn thân bốc cháy âm ỉ. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Ở bên này Khang vẫn đang cố gia trì niệm chú, những thanh sắt cứ thế cắm một mạch âm sâu vào lòng đất. Một lúc sau Khang mới thở phào. Tìm thấy rồi. Khang ngưng chú rồi kéo mạnh tay lên. Ở dưới lòng đất thanh sắt chạy tuột lên trên một cách dữ dội, hình như nó kéo theo một thứ gì đó rất nặng thì phải. Tiếng động lạ ầm ầm phát ra làm cho mặt đất kẽ rung chuyển. Đoạn sau cả bốn thanh sắt đều trồi lên trên, còn kéo theo mỗi một trụ đồng đen lạ, chỉ to cỡ bắp tay và được chạm trổ rất tinh tế. Có một điều hay nữa là những thanh trụ đồng đen nhỏ này tuyệt nhiên không hề bị đất cát xung quanh vấy bẩn, cho dù đã chôn xuống gần 100 năm. Nó còn tỏa ra sắc hào quang đen huyền bí, thu hút mọi ánh nhìn tò mò và lý thú của tất cả mọi người. Khang cắm thanh kiếm gỗ đào vào cái bàn lễ rồi nói to: mọi người lấy sợi dây thừng màu vàng, tôi để ở góc trái, rồi luồn vô thanh trụ đồng đen đó, cút cho chặt lại rồi cùng nhau kéo lên. À, nhớ đeo thêm lá bùa hộ thân vào cổ. Bùa tôi để bên trái cái bàn lễ kìa, lấy đeo vào rồi kéo lên. Thanh niên trai tráng cứ nghe vậy mà làm theo. Họ đeo bùa hộ mệnh vào người rồi luồn dây ở đầu bên này. Chờ cho tất cả mọi người đều sẵn sàng, Khang mới hô to: 1, 2, 3, kéo. Bốn điểm cầu đồng loạt kéo mạnh tay. Họ cố vung hết sức kéo thật nhanh để hoàn thành sớm, nhưng không hiểu sao thanh đồng đen chỉ bằng cái bắp tay mà lại nặng đến không tưởng. Kéo hoài kéo mãi mà chẳng chịu xê dịch một chút nào. Ai cũng mệt lả người, thở không còn ra hơi. Có kẻ quệt mồ hôi trên trán rồi nói: bà mẹ nó nặng quá, đồng đen thôi chứ có cái quái gì đâu mà nặng chứ gì. Ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao. Có gã còn tức không chịu được, dùng chân xuất mạnh vào thanh trụ đồng mấy cái cho bỏ ghét. Ấy vậy mà lần này lại có hiệu quả. Từ trong thanh đồng đen đột nhiên phát ra tiếng nói ồm ồm khàn đục, vọng ra trách mắng: lại là kẻ nào đến đây quấy phá nữa, có cút hết hay không? Cùng một câu nói như vậy nhưng lại vang vọng ra ở cả bốn điểm. Khang biết đây chính là đám quỷ do cố mình nuôi để canh giữ, nên ra hiệu cho mọi người lùi lại rồi mới nói: thật là xin lỗi, nhưng cho tiểu đạo hỏi, các hạ có phải là quỷ hồn dưới trướng của Phan Bổ đạo nhân hay không? Tiếng của quỷ hồn trong trụ đồng một nửa nghi ngờ, một nửa cảm thấy lạ, liền hỏi: phải, còn ngươi sao lại biết bọn ta cùng với tên của chủ nhân ta? Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người nhà. Tiểu đạo đây là cháu nội đời thứ tư của ngài Phan Bửu. Nay các chị đã là quỷ hồn dưới trướng của ông cố tiểu đạo, thì xin cho phép tiểu đạo được đem bốn trụ đồng này lên để phong ấn rồi giữ ở điện thờ của nhà thờ tổ. Có như vậy mới giải được cái nghiệp, cái căn mà hồi trước ông cố đã cố tình phá đi để giữ mạng cho con cháu đời sau. Xin các chị đồng ý. Khang và mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời trong hy vọng, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và sau đó là một tràng cười dài cùng lời đáp lại như thách thức. Nực cười, ngươi là chắc của chủ nhân ta sao? Vậy tức là tiểu chủ nhân của bọn ta, có gì làm chứng hay không, hay chỉ là sàm ngôn vô căn cứ? Khang rút thanh kiếm gỗ đào tiến sát lại thanh trụ đồng đen rồi nói: các hạ nếu có ý không tin thì cứ kiểm tra huyết thống. Khang cắt vào lòng bàn tay của mình một đường nhỏ, rưới máu tươi lên trên đó. Thanh đồng đen cũng có phản ứng ngay, bao nhiêu máu của Khang chảy vào đều bị trụ đồng đen hút trọn cả. Một lúc sau trụ đồng phát sáng lên rồi đáp lời: à, đúng là tiểu chủ nhân rồi. Chúng tôi đợi người ở đây đã rất lâu rồi. Mọi người nghe vậy mà lòng vui mừng hớn hở. Khang cũng phấn khởi đáp: các vị tin rồi chứ? Cái gì mà tiểu chủ nhân không biết nữa. Nếu đã là người nhà, xin các vị đưa trụ đồng lên giúp tiểu đạo để cho mọi người đỡ nhục công. Cả bốn quỷ hồn bên trong trụ đồng xuất ra
đứng trước mặt Khang ngay giữa ban ngày. Ở ba điểm cầu còn lại, mọi người cũng đang cố chen chúc xem thử rằng ở phía bên kia đang xảy ra những gì. Bốn quỷ hồn đứng đó nhìn Khang mà khẽ cười. Mặt của ai nấy đều hiền từ phúc hậu, thân mặc áo hoàng bào kiêu sa lấp lánh. Mọi người ở đó được Khang khai cho âm nhãn để có thể tạm nhìn thấy được người âm. Họ cũng không ngờ rằng trước mặt họ bây giờ là quỷ. Trong đầu họ cứ hình dung quỷ là phải dữ tợn, phải hung ác. Nhưng trước mặt họ là bốn linh hồn người đàn ông rất phong độ. Họ chào Khang rồi bảo: "Tiểu chủ nhân, muốn chúng tôi đem trụ đồng đen này đi cũng dễ thôi. Nhưng người chỉ cần đánh thắng bọn tôi, chúng tôi sẽ làm theo ngay." Khang gãi đầu khó xử: "Người nhà với nhau, e rằng đánh nhau không tiện đâu." "Tiểu chủ nhân à, cậu có điều không biết. Bọn tôi ở đây canh giữ đất đai, giữ yên cho dòng họ Phan cũng gần trăm năm. Cứ độ vài tháng thì quỷ quái của Hắc Giao lại đến đây gây chiến một lần. Chúng tôi làm vậy cũng vì tuân lệnh tiền lão chủ nhân mà thôi. Cậu phải thắng được chúng tôi thì chúng tôi mới tin tưởng cậu thực sự có thực lực mà giao chiến với Hắc Giao để bảo vệ dòng họ này. Còn nếu không thắng được thì đành thôi chịu chết." "Quan được, sao chưa đánh mà đã hàng rồi? Thật vô lý mà." "Ngày trước lão chủ nhân sức mạnh thần thông như vậy, còn đánh năm ăn năm thua với hắn tặc. Chúng tôi là bốn thành sức mạnh của lão chủ nhân chia ra. Nếu cậu thắng được chúng tôi thì cũng có nghĩa cậu mạnh hơn lão chủ nhân lúc đó, và sẽ có khả năng đánh bại được Hắc Giao. Nói cách khác, có nghĩa là chính ông cố của cậu đang thử tài cậu đó." Phân tích ra một hồi, Khang cũng hiểu ra vấn đề. Anh đành chấp nhận điều kiện tỷ võ đoạt trụ này. Khang dặn mọi người tránh ra xa. Biết ông cố muốn xem sở học của mình, nên lần này Khang không muốn để cho ông thất vọng. Ba lô, kiếm gỗ đào đã sẵn sàng. Cậu khẳng khái lên giọng: "Nghe cô nói thì bốn vị đây đều là sơ bộ quỷ vương, coi như cũng là một trong ba cấp cao nhất của quỷ hồn. Ta biết tất cả bốn vị đều rất mạnh, nhưng mà cứ lên hết một lượt đi, Phan Khang ta sẵn sàng." "Hảo hán, đúng là hậu sinh khả úy. Tiểu chủ nhật, chúng tôi sẽ hết sức không nhường nhịn đâu. Cậu liệu mà cẩn thận, mạng chỉ có một thôi. Các anh em lên thôi." "Được, cô ở trên trời nhìn cho rõ hôm nay còn đánh đấm như thế nào. Tới đây." Cả bốn quỷ hồn đều lăm lăm binh khí mà bao vây lấy Khang. Ánh sáng mặt trời cũng dịu lại, mây kéo đến giăng kín cả trời, làm cho không gian bỗng nhiên tối sầm đi. Khang đứng giữa vòng vây, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ đào, rồi gia trì pháp lực. "Người ta nói lấy thủ bù công, vậy thì hổ thân thuật khai." Một lớp lá chắn như thường lệ bao quanh lấy Khang để bảo vệ cho anh. Quỷ hồn tứ phía cũng đồng loạt lao đến công sát. Khang tung kiếm vung vút lướt đi, đường kiếm cứ muốn liên tục để đỡ đòn. Mục đích đánh là chủ động thủ ở ban đầu. Khang muốn tìm hiểu lối đánh và sơ hở của đối phương trước, rồi mới tìm đường phản công. Mọi người đứng từ xa trông thấy trận đánh còn ngoạn mục hơn cả phim kiếm hiệp cổ trang. Bên này Khang chỉ dùng tốc độ mà tránh né là chủ yếu, chỉ ra những đòn tấn công thăm dò. Các quỷ hồn cũng biết ý đồ như vậy, lên giọng nói: "Tấn công đi tiểu chủ nhân, cho chúng tôi xem cậu làm được những gì." Cả bốn cùng lao đến bên Khang thật nhanh. Thương, đao, giáo, mát cứ thế đầm tới, móc ngang li liệt. Khang vặn mình tránh né không biết bao nhiêu đòn mà kể. Trong bụng thì thầm nghĩ: "Đánh như thế này thì không biết còn mạng hay không nữa. Toàn là sát chiêu như thế kia." Bốn quỷ hồn vừa quay vừa đánh, họ đâm móc liên tục, buộc Khang phải né tránh liên hồi. Đang đà rơi xuống, họ dương binh khí lên mà đón đường đâm vào. Khang trong tình thế này biết chẳng còn thủ nổi nữa, nên liền đổi chiến thuật lấy công bù thủ. Anh hô to: "Các chị đánh tốt đó,
Nhưng bây giờ đến lượt tôi. Vô ảnh kiếm pháp xuất chiêu, Hoàng Long kiếm xuất trận. Thanh kiếm gỗ đào trên tay đột nhiên thay đổi. Nó biến đổi thành một thanh kiếm bằng sắt, được chạm trổ hình một con rồng vàng, chạy dọc từ chui lên tới đỉnh kiếm. Lưỡi kiếm còn phát ra âm thanh sắc lạnh, long khí tỏa ra lấn át xung quanh. Bốn quỷ hồn đều đồng thanh cảm thán: cái này cũng mạnh thật đó, nhưng vẫn chưa phải là cái mạnh nhất. Vậy sao? Vậy thử dài đường kiếm đi, rồi hãy nói tiếp. Lần này thì khác hơn khi nãy rất nhiều. Khang chủ động tấn công, tốc độ còn nhanh hơn cả gió. Đường kiếm cứ thoăn thoắt như điện xẹt. Nó nhanh đến nỗi cả bộ pháp lẫn kiếm pháp của anh cũng chỉ còn để lại tàn ảnh đằng sau. Khang chém liên tục cả trăm đường kiếm, công kích vào bốn vị quỷ hồn. Cả bốn có chút nào núng khi bị trúng chiêu. Bọn họ hạ tấn, đứng vững trôi gian trận. Ngũ hành trận pháp khai mở. Lập tức Khang bị giam chặt trong vòng trận pháp của họ. Anh cười khẩy một cái, tay rút ra hai đạo bùa, rồi nói: ngũ hành trận thì phải đi đôi với ngũ hành phù. Các vị không có thì để ta cho. Ngũ hành phù khai. Lập tức hai đạo phù phản ứng rồi bốc cháy, tạo ra năm đạo hào quang tấn công vào đúng năm cửa kim mộc thủy hỏa thổ của trận pháp. Khang lắc đầu rồi nói tiếp: chưa hết đâu, đánh kiếm không ăn thua thì tôi dùng súng vậy. Kim can chỉ thuật khai. Lần này thì hai đầu ngón trỏ và giữa của hai tay Khang hiện ra hai nòng súng nhỏ. Khang nhắm tới cả bốn vị mà bắn tới tấp. Từng tiếng lẹt xẹt phát ra nghe rất buốt tai. Họ cố gắng tránh né những viên đạn bằng pháp thuật của Khang, nhưng nhiều quá thì lại không né nổi. Trên người mỗi vị bây giờ có vài ba chỗ do lỗ đạn bắn thủng, mất khủng phách mà thành. Họ đều nhìn nhau, rồi nhìn Khang cười thật to. Đúng rồi, phải như vậy. Sức mạnh phải tăng dần lên như vậy. Cậu còn chiêu nào mạnh nhất cứ dùng cả đi, còn ngại gì nữa. Không muốn dùng thì để bọn ta ép cậu bung hết sức vậy. Xích hỏa khuyển triệu hồi. Tám con chó lửa đột nhiên xuất hiện từ một cánh cổng không gian rất lạ. Khang bên này đang phải thở gấp vì mệt, do đã phát ra quá nhiều lực từ kim can chỉ thuật. Anh cũng không ngờ là sau khi ăn mỗi người vài viên đạn chí tử rồi, họ vẫn chẳng hề hấn gì mấy. Chứng tỏ thực lực của họ phải cực kỳ cao. Nếu không nhờ tốc độ của vô ảnh kiếm pháp, chắc bây giờ Khang đã phải chết trước hàng loạt đòn tấn công hiểm ác của họ rồi. Tám con chó đứng đó nhìn Khang mà tru lên một hồi dài. Nó bắt đầu chạy xung quanh anh, vừa chạy vừa sủa. Khốn nạn là tiếng sủa của nó không những to mà còn rất khó chịu. Nó cứ vang âm ỉ trong đầu. Biết là bị bao vây sẽ rất khó đánh, Khang chủ động dùng tốc độ để lao ra. Nhưng mới lướt ra đã đâm đầu phải một bức tường còn cứng hơn cả đá, đánh bật cậu lại. Cậu bò dậy thầm nghĩ: bây giờ không liều thì chuẩn bị bốn gã kia xông vào dí đánh là cậu chỉ có con đường chết mà thôi. Được rồi, đành phải thử một phen, xem thử cấm thuật này cậu có xài được hay không. Khang xoay người vài vòng, lấy ra năm lá bùa rồi hô to: Mao Sơn phù môn, phân thân thuật khai. Mao Sơn trận môn, âm dương trận đồ lấp. Khang nhắm mắt lại, cố tập trung hết cỡ. Bốn vị quỷ hồn cũng đồng loạt lao vào. Họ dùng binh khí của mình và cùng lao đến toan tung đoạn kết liễu. Khang đánh cược mạng sống của mình vào hết cho lần này. Anh không thèm chống đỡ mà cố vận hết sức lực để thôi động loại bùa chú và trận pháp mà cậu chưa từng thử qua. Năm lá bùa trên tay Khang tự dưng phát sáng, tự bay lên cao, rồi tạo ra thêm năm nhân bản nữa của cậu. Đòn công kích của bốn quỷ vương vừa tới thì năm nhân bản cũng vừa kịp hiện ra. Họ giơ kiếm đỡ cho Khang một cú chí mạng. Keng một tiếng rõ to, Khang biết mình đã thúc động thành công. Cậu đứng hiên ngang chính giữa xung quanh năm nhân bản của mình, rồi cao giọng nói: bây giờ như thế nào? Âm dương trận đồ mở.
Dưới chân Khang lại xuất hiện thêm một trận pháp. Nó nằm chồng lên trận pháp cũ của quỷ vương. Âm dương trận đồ của Khang đang dần lấn ép, đánh bật luôn cả trận pháp cũ. Khang lắc đầu hai ba cái lên tinh thần, rồi lại nói: các ông muốn giết tôi chứ kiểm tra cái gì? Thế thì tôi cũng không nương tay nữa. Năm vị huynh đệ, cùng ta tiến lên. Tự dưng bây giờ trên khoảng trống lại xuất hiện đến 6 thằng Khang. Mọi người ai nhìn thấy cũng nghĩ là mình bị hoa mắt ảo giác. Cả 6 cùng lao lên phá trận. Sau khi đánh bật cả 8 con chó lửa, khiến cho bọn chúng phải thành chó thui, thì tất cả cùng hợp sức tấn công 4 quỷ vương. Cả 4 vui vẻ ứng chiến. Có vậy chứ, cậu chú đã học được chiêu mới rồi. Để xem lần này thì nó mạnh đến đâu. Trận hỗn chiến bây giờ mới chính thức diễn ra. 6 chọi 4, chênh lệch lực lượng đã bắt đầu thay đổi. Khang huy động sức mạnh, công đánh cực kỳ mạnh mẽ, không còn tâm lý e dè sợ sệt như trước. Lần này anh tấn công rất dữ dội, từng đường kiếm có thể cảm nhận cả sát khí ở trong đó. 5 thân ảnh còn lại thì phối hợp rất đồng đều và đang đánh dồn ép 4 quỷ vương rất chậm rãi. Khi đã dồn được cả 4 người về chung một hướng, Khang mới ra hiệu hô to: để xem lần này các ông còn dám khinh thường tôi nữa hay không. Long hồn, đến phần việc của ngài rồi đó. Dạ thưa chủ nhân, cũng đã đến lúc cậu tung hết sức mạnh để tung đòn kết thúc rồi. Được thôi, Hàng Long Chưởng, đánh! Khang và 5 nhân bản của mình cùng vận kinh lực thật mạnh, ép vào hai lòng bàn tay rồi đánh tới. Trong lòng bàn tay của Khang lúc này chưởng ra một dòng năng lượng cực lớn, kèm theo đó là 6 con rồng lớn đang tựa thế mà cuộn mình lao tới dữ dội. Cả 4 quỷ hồn đều đứng như trời trồng, chắc trúng trọn đòn này thì có mà hồn phi phách tán. Sự giận dữ của Khang hình như đang kích thích khả năng của anh lên một tầm cao mới. 4 quỷ vương cứ ngỡ là mình sẽ phải vong mạng ở đây. Họ cũng mỉm cười thỏa nguyện khi Khang có thể đánh bại được mình. Biết là không thể tránh khỏi, cũng như là không thể đỡ được, họ đành giang tay chịu chết. Đùng lên một tiếng, một vụ nổ vang trời phát ra. Trước mặt chỉ còn lại một đám khối mịt mờ đen kịch, không còn nghe thấy tiếng của quỷ vương nữa. Khang chắc mẩm cả 4 người họ đều đã đi rồi. Cậu mệt lả thở dài, cho đến khi có giọng nói đột ngột cất lên: cái gì mà mày ra đòn ác dữ vậy mày? Lính của tao mà, mày vuốt mặt cũng phải nể mũ chứ. Từ trong đám khối mịt mù xuất hiện một ông già áo trắng, tóc bạc, chống gậy bước ra. Khang trố mắt ngạc nhiên: ông cứu? Tao ngồi trên kia nhìn xuống, cứ tưởng là lần này lụm hồn mày không à, chứ có ai ngờ đâu. May mà tao xuống cản kịp được, chứ không là mày đánh đám lính của tao tanh bành té bẹ hết rồi. Tụi con ra đây hết đi, còn con chồng kia về với chú mày đi. Từ trong tay áo ông Cố Khang bay ra 4 thân ảnh quỷ vương lúc nãy. Cả 4 người bây giờ đều đã mặt mày tái mét. Khang nhìn thấy 4 người liền cất giọng hiên ngang: 4 vị thấy như thế nào? Thực lực của ta đã đủ đánh chết cái con hắc dao kia chưa? Cậu thắng bọn ta rồi, nhưng hắc dao thì chưa chắc. Cái gì? Ý các người là sao? Thấy tình huống đang căng thẳng nên ông Cố cũng ra tay can ngăn: thôi được rồi, người nhà với nhau cả, mày hơn thua chi vậy Khang? Ông để 4 đứa này ở đây cũng chỉ để kiểm tra coi mày có đủ sức hay không thôi. Xem ra hôm nay phúc đức nhà mình còn vậy, ông tin là con làm được. Khang cảm thấy vô cùng tự hào về mình. Lần này nó cũng đã trịnh trọng chắp tay cho bảo: trận chiến đã xong, thắng bại đã rõ rồi, phiền 4 vị giúp tôi di chuyển 4 thanh trụ đồng này về sân nhà thờ tổ. Cả 4 quỷ vương cùng đáp lời: cậu chớ lo, hãy về nghỉ ngơi cho lại sức đi. Tối nay 4 trụ đồng sẽ trở về gian nhà thờ tổ thôi. Không khí căng thẳng đã biến mất hoàn toàn. Ông Cố cầm lấy tay Khang mà căng dặn: Khang con là niềm tự hào của dòng tộc.
cố đợi con xuất hiện lâu lắm rồi. Ta có món quà nhỏ tặng cho con. Con về nhà tổ, ra sau lưng bức tượng Tam Thành, con sẽ thấy có một vết lún nhỏ ở đằng sau bằng đầu ngón tay cái. Hãy ấn ngón tay cái của con vào đó, rồi mở cánh cửa sau lưng tượng ra. Trong đó là toàn bộ những bí thuật, bảo vật, bùa chú, thuốc dược mà ông và các thế hệ đi trước dày công nghiên cứu, sáng tạo ra. Từ nay tất cả đều thuộc về con. Trận chiến sắp tới, con hãy cố gắng sử dụng nó, kết hợp với chiếc bình hỗn độn mà đợt trước con thu thập được. Thêm nữa là con cùng với long hồn của mình phải nhất quán tâm ý, phải công thủ cùng nhau, có tiến cùng tiến, có lùi cùng lùi. Được như vậy, ông ở trên trời mới an tâm. Ráng nghe con, ông và cả dòng họ đặt hết hy vọng vào con đó, thằng cháu đích nhôm. Dạ con hiểu rồi, con sẽ không phụ lòng ông và mọi người, xin ông cứ an tâm. Nói rồi, ông cố phi thẳng lên trời, để lại cho mọi người một mối nghi ngờ ở dưới mà ngước lên nhìn theo. Tối đó, Khang theo lời mà đến nhà thờ tổ thắp nhang xem xét. Vừa hay anh thấy bốn trụ đồng đen đã nằm gọn gàng ở bốn góc chăn lễ. Khang luồn tay ra sau lưng ba bức tượng Tam Thanh, để ý thật kỹ, thấy ba bức tượng này đều có một vết lõm vừa in ngón tay cái của mình. Khang ấn ngón tay cái vào, mở hết cả ba cánh cửa ra. Thật không ngờ bên trong bức tượng còn có những bảo vật vô giá mà ông cố đã nói. Bức tượng thứ nhất là một bộ đạo bào màu trắng rất đẹp, Khang mặc vào rất vừa vặn với cơ thể của mình. Bức tượng thứ hai là một thanh kiếm gỗ đào đã bám đầy bụi của thời gian. Khang thổi mạnh một cái để bung hết bụi đi. Trên đó có khắc bốn chữ: Sát quỷ chi kiếm. Khang thầm vui mừng khi biết thanh kiếm này quả thật là một thanh kiếm tốt, phải nói là cực phẩm. Nó được làm từ gỗ đào không dưới ngàn năm, còn được điểm tiên phép của ông cố, nên sở hữu linh lực và thần lực rất khủng khiếp. Cậu vui mừng cất nó ra sau lưng. Trong bức tượng thứ ba thì có một hộp gỗ cỡ vừa. Sau khi gỡ phong ấn và mở nắp ra, Khang ngạc nhiên vì trong đó có hàng loạt bùa chú cấp cao mà trước giờ cậu ít khi được thấy. Cái thấp nhất cũng là kim phù màu tím, còn có cả lam phù, hắc phù, cao cấp nhất còn có ba lá bạch phù. Trong số bùa chú này, Khang bây giờ chỉ dùng được mỗi kim phù trở xuống, còn những loại bùa chú kia thì có lẽ hơi quá sức với anh. Trong hộp gỗ còn có hai cuốn sách bí kíp đạo gia nội truyền trong dòng họ Phan và một cái la bàn cũ. Những thứ này đều là bảo vật nhân gian, có tiền cũng khó lòng mà có được. Gom hết tất cả rồi quay về nhà nghiên cứu, Khang phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để sắp tới đây đánh một trận một mất một còn với Hát Dao. Trong lòng vừa căng thẳng vừa lo sợ, nhưng trong tay đã có kha khá món bảo vật này cũng giúp cho cậu tự tin hơn ít nhiều. Hai mươi bảy rồi 28 Tết, suốt hai ngày trôi qua chẳng có chuyện gì. Khang và mọi người luôn sống trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi, hồi hộp và lo lắng. Suốt đêm 28 Tết, Khang chẳng thể nào chợp mắt được. Biết được nỗi lòng của con, ông Mười chỉ gõ cửa rồi nhẹ động viên. Bình tĩnh nghe con, ba tin là con làm được. Ngày mai nó có tới thì hãy cứ đánh hết sức mình. Bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Khang chỉ vâng dạ rồi nằm đó chờ đợi. Đã không giờ, Khang cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên ở trước nhà lại vang lên một tiếng gầm lớn, tiếng gầm thét chói tai vang lộng cả đất trời. Biết thời khắc này đã đến, Khang hít một hơi thật sâu rồi tự trấn tĩnh bản thân. Nốt trận này nữa thôi, cho mọi chuyện sẽ kết thúc.
xong trận này là được ăn Tết rồi. Cố lên Khang. Cậu mặc đạo bào màu trắng mà ông Cố để lại, tay cầm thanh kiếm gỗ đào sát quỷ ngàn năm. Trên lưng là một tay nải đầy ấp bùa chú đã chuẩn bị sẵn. Một mình dõng dạc bước ra khỏi sân thì đã thấy ông 13 nó, bác 4, bác 7, bác 9 đều đã đứng đó đầy đủ. Họ nhìn Khang bước ra trong tâm thế sẵn sàng, chỉ biết gật đầu động viên mà chẳng thể nói gì thêm. Ngoài sân bầu trời không những tối mà còn mờ mịt, sấm chớp thì cứ nháy tắt liên tục, làm cho Khang càng cảm thấy khó chịu. Cậu tù chú vào đầu ngón tay rồi bảo: đã đến ca rồi thì ra mặt đi, làm gì phải lấp ló hù dọa như phần trộm cắp như vậy. Tổ quan chú khai, âm dương nhãn mở. Một chùm sáng trong tay Khang cầm rồi ném thẳng lên trời. Chùm sáng nổ bung ra sôi sáng cả một khu vực rộng lớn. Âm dương nhãn cũng đã được mở ra cho tất cả mọi người cùng chứng kiến toàn bộ sự việc. Ở những đám ruộng và cái ao gần đó đồng loạt phát ra tiếng cười, tiếng khóc, cả tiếng la ó gầm gừ của đủ loài động vật. Khang bước nhanh ra ngoài sân. Mời không ra thì để tao lôi đầu từng đám ra vậy. Lôi âm trận lập, lôi âm phù khai. Lập tức các khu vực rộng lớn bao quanh phần đất cấm trụ hôm trước đã được lôi âm trận vây kín. Ở trên mây đen đã kéo đến nghi ngút, che kín cả bầu trời. Khang chỉ hừ giọng rồi vứt lên trên không gian một đạo bùa huyết phụ. Cậu dõng dạc nói: cho thêm một thiên nhãn quan nữa, lôi âm phù, đánh hết toàn bộ âm binh quỷ tướng lạ mặt xuất hiện ở đây cho ta. Đánh cho đến khi nào tên hắc dao kia xuất đầu lộ diện thì thôi. Thế là hàng trăm tia sét cùng thi nhau đánh xuống một lúc. Tiếng sét nổ đì đùng như pháo bông chào năm mới. Khang hất hàm kêu lên: để tao dùng linh hồn của bọn mày làm tất niên luôn. Đánh mạnh nữa lên, nhanh nữa lên. Khang ném thêm vào đám mây ba đạo kim phù hỗ trợ cho lôi âm trận. Được thế, trận pháp cùng phù nổ lớp bớp, có thể nghe thấy tiếng quỷ trúng sét đánh mà khóc la không kể. Hàng trăm rồi gần cả ngàn con quỷ hiện ra trước mắt. Chúng đang đứng chi chít trong phần đất của dòng họ Phan. Mọi người ai nấy cũng thất hồn bạc vía. Tiếng quỷ vờn trên không dồn dập như một đoàn binh lính đang hành quân. Xung quanh tứ phía đâu đâu cũng toàn là quỷ dữ. Từ thấp đến cao, loại nào cũng có, cả thể ngót nghét cả ngàn con. Bọn nó cứ phát ra những tiếng u u ghê rợn. Có một vài con đạo hành kha khá thì lại chơi trò tâm lý chiến với Khang, lấy số lượng để hù dọa anh. Khang còn nghe rõ tiếng rồng gầm bên tai của hắc dao khe khẽ nè: muốn đấu với tao thì mày phải qua được đám thuộc hạ của tao đã. Nhớ là đừng chết trước khi gặp tao đó, thằng oắt con. Vẫn chưa chịu lộ mặt sao? Vậy thì lần này để tao đại khai sát giới một lần vậy. Lên hết đây đi. Khang xòe ra một sắp huyết phụ độ chừng gần 50 cái. Nó tung hết toàn bộ lên trời, xoay kiếm mà hô to: bẩm Mao Sơn Chân Tông, thỉnh Mao Sơn Chân Sư, Mao Sơn phù môn thuật, âm dương triệu hồi phù, khai. Ở trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cánh cổng không gian lạ. Từ cánh cổng phi xuống là gần 50 vị thiên binh mà Khang mượn được. Quân số hai bên đã đứng chật cứng cả đất. Khang dõng dạc hô: giết hết cho ta. Gần 1.000 chọi với 50, tỷ lệ này vẫn còn khá chênh lệch. Trận hỗn chiến vẫn đang diễn ra gây cấn. Thiên binh được triệu hồi có sức chiến đấu rất cao, lại gan lì. Chỉ với gần 50 người đã làm cho đội hình đám quỷ hồn kia chao đảo. Nhờ số lượng quá đông, lại còn có hắc dao đằng sau hậu thuẫn, nên con nào cũng máu chiến, liều chết tiến lên. Biết tình hình này chẳng cầm cự được lâu, Khang liền niệm chú gia trì bổ sung binh lực. Mới có bao nhiêu đây, vẫn chưa đủ đông vui đâu, để tao góp thêm cho chúng mày ít đối thủ nữa. Phân thân thuật khai. Khang vứt thêm 10 lá kim phù nữa, tạo ra thêm 10 thân ảnh giống hệt như mình.
Mặc dù sức chiến đấu không được như bản gốc, nhưng cũng được 5-6 phần. Khang trỏ kiếm huy động. Mới học được hôm trước, hôm nay đã xài được rồi. Anh em à, tiến lên. Lần này nó cùng với 10 nhân bản của mình lao thẳng lên tuyến đầu. Các thiên binh nhận được thêm viện trợ, áp lực giảm đi khá nhiều. Trận chiến bây giờ mới tới hồi kịch liệt. Khang tung kiếm chém vụt hơn 10 nhát thì đã có vài con quỷ hồn phải vong mạng. Con thì đứt đầu, con thì bị kiếm đâm xuyên tim. Thiên binh lúc đầu bị lấn thế, nay cũng dần dần lấy lại được thế thượng phong. Những con quỷ hồn đó cứ liên tục lao vào như thiêu thân. Càng ngày, đám quỷ hồn cấp thấp đều bị giết sạch cả. Hồn khí của chúng chẳng hiểu sao không tan biến đi, mà còn bị vón thành một cục ở trên trời. Lúc này chỉ còn lại khoảng 200 quỷ hồn cao cấp, thiên binh thiên tướng còn khoảng 30 người. Phân ảnh của Khang vẫn còn đầy đủ. Cuộc chiến 40 chọi 200 sắp sửa diễn ra. Đám quỷ nhìn Khang mà mỉa mai. Bọn ta dùng 700 linh hồn của đám yếu ớt kia để thí cho mày. Thì ra mày cũng chỉ có được từng đó. Đám thiên binh tàn tật le que như thế này, để xem còn đánh lại bọn ta hay là không. Được cười cho cái đám ngu chút này. 18 đội 700 mà vẫn còn mạnh miệng sao? Xem ra kẻ không biết sợ phải là bọn mày mới đúng. Đừng nói nhiều nữa, lên cả đi đi. Để tao tiễn tụi mày đi hết một lượt, rồi sẽ đến cái con trùng màu đen kia sau. Lại một trận hỗn chiến nổ ra. Tính ra nãy giờ Khang chỉ mới dùng 12 lá kim phụ, còn lại cũng chỉ là huyết phụ màu đỏ. Khang đang cố che giấu đi thực lực thật sự của mình, để khi đánh với Hắc Dao mới chịu bung hết sức ra cho một trận chiến sinh tử. Vốn Khang cũng hiểu 200 con còn lại này mạnh hơn rất nhiều so với 700 con trước đó. Tất cả đều là quỷ áo tím đã có vài trăm năm tu luyện, còn chưa tính đến cả chục con sơ bộ quỷ vương và một con trung bộ quỷ vương cầm đầu nữa. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, công thủ đều khó khăn hơn trước rất nhiều. Khang cố gắng không dùng quá nhiều bùa chú, phần là để hạn chế mất sức, phần là để đối thủ không bắt bài được. Nó chỉ dùng bộ pháp và võ thuật kèm với thanh kiếm gỗ đào trảm yêu. Đoạn thấy tình thế đã khó khăn, cả thiên binh thiên tướng còn lại ngày càng ít, nó mới quyết định ra đòn mạnh bạo hơn. Lấy từ trong tay nải ra một cây bút chu sa, Khang họa lên không trung một đạo trợ lực phù. Sau đó dùng kiếm gỗ đào cắt tay rúi máu mình lên thanh kiếm. Huyết quang cuồn cuộn chảy ra, lưỡi kiếm bây giờ đã hóa thành một màu đỏ rực, phát sáng chói lóa giữa đêm đen. Khang hắn giọng gầm lên. Lũ chúng mày, đi chết cả đi, khốn kiếp. Khang lao lên, trong tay là thanh sát quỷ kiếm đằng đằng sát khí. Sau khi đã dùng máu tươi mà dương thọ của mình để tế kiếm, uy lực của nó vốn mạnh lại được tăng thêm rất nhiều. Khang lao đến, chém liền tới tấp hơn chục nhát. Kiếm quang bay vùng vụt trong đêm. Nó bay đến đâu, trúng con quỷ hồn nào, con đó liền hóa thành tro bụi. Thậm chí nó còn có thể xuyên qua nhiều mục tiêu. Chỉ trong nháy mắt, hơn 60 quỷ hồn đã trở về với các bụi hư vô. Mà thay vào đó, Khang cũng đang cạn sức dần đi. Cứ mỗi cú chém là sẽ tiêu hao đi của cậu một chút sức lực. Khang lại chả mồ hôi, đôi mắt trợn lên giận dữ, trong bụng lại nghĩ thầm. Chết thật, cái đà này chưa kịp gặp được tên Hắc Dao kia thì mình đã lăn ra chết vì kiệt sức rồi. Đám quỷ cũng biết được điều đó, chúng hả hê giọng mỉa mai. Sao vậy nhóc con, đuối sức rồi sao? Như thế này thì cả họ nhà mày chết chắc, và mày sẽ là người được chết sau cuối. Khang cố chém những đường kiếm yếu ớt để tiếp tục tấn công. Bên này thiên binh triệu hồi đã hy sinh gần hết, chỉ còn lác đác 7-8 người. Nhân ảnh của Khang cũng chỉ còn lại 5 cái. Khang chép miệng, mệt mỏi than rằng: mình không còn đủ sức để gọi thêm viện binh rồi. Đám quỷ hồn còn khoảng 100 con đang đứng trước mặt, được dịp mà nhạo báng Khang. Chúng nó xem cậu như độ sắp chết.
Còn trung bộ quỷ vương thì tiến lên phía trước mà khiêu khích. Nó sắp chết rồi, đám thiên binh thiên tướng đó giờ đánh đấm gì nổi nữa, lên dọn dẹp chiến trường đi. Cả đám quỷ hồn trăm con đó tiến lên nườm nượp. Nhưng chưa được mấy bước thì ở đằng sau lưng tụi nó đã phóng tới bốn mũi giáo thương, cường, kích. Chúng đâm xuyên qua vài con quỷ rồi ghim chặt ở nền sân. Trong màn đêm âm u tĩnh mịch lại xuất hiện thêm những nhân vật mới. Tiểu chủ nhân à, có đánh nhau mà không mời chứ? Đã không mời thì chúng tôi cũng mặc dày mà tới vậy. Thì ra là bốn vị sơ bộ quỷ vương đến dưới trướng của ông cố. Họ từ phía sau lao thẳng vào đám quỷ, kịp đoạt mạng thêm vài con, rồi phi đến hội quân cùng với Khang. Đám quỷ hồn bên kia nháo nhào lên bất ngờ. Chúng ngạc nhiên hỏi: "Ờ, các người không phải đều là quỷ sao? Tại sao lại đi giúp hắn chứ?" Một trong bốn quỷ vương đáp lời: "Người thì có người ngay người gian, quỷ cũng có quỷ thiện quỷ ác. Động vào ai, chứ động vào chủ nhân nhà ta, thì đừng hòng bọn ta bỏ qua. Ta và các ngươi đã quen mặt quá rồi, rằm vào mùng một tháng nào mà các ngươi chẳng tới đây quấy phá chứ?" Đám quỷ ngờ ngợ nhận ra, rồi cùng cười to. "Tưởng là ai? Quá ra là bốn con chó canh cửa cho cái đám này. Thế thì coi như kẻ thù, hôm nay phải giết cho sảng khoái." Một vị quỷ vương khác quay sang Khang mà khẽ nói: "Tiểu chủ à, cho Long Hồn ra giúp tụi tôi với. Cái đám này khó nhằn lắm, không khéo là chết hết đó. Đừng giấu nghề nữa, một lát đằng nào cũng lộ thôi. Cứ bung hết sức ra mà đánh đi. Long huynh đệ, trả giúp một tay nha." Bên trong người Khang, Long Hồn nằm im chờ động tĩnh từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng: "Chủ nhân, tôi đợi lệnh của cậu." "Hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh vô chủ. Hôm nay để ta tiếp đãi chúng mày tử tế. Nhận lấy món quà này của tao đi." Rồi Khang đưa thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng lên trời. Nó hô to khẩu quyết đầy phẫn nộ: "Long thần hồn, triệu hồi xuất trận!" Sau lưng cậu đột nhiên phát sáng dữ dội, một tiếng gầm khác cũng cất lên. Có một con rồng to lớn bay ra từ sau lưng Khang. Nó phóng vút lên trời, lượn vài vòng, rồi quay lại quanh chỗ cậu, quấn xung quanh người Khang rồi nói: "Tôi đã có mặt thưa chủ nhân, cậu cứ việc sai bảo." Đám quỷ hồn hết sức bất ngờ. Chúng không dám nghĩ rằng nãy giờ Khang đang ẩn giấu một lá bài tẩy như vậy. Những con quỷ đó thấy dáng vẻ bề vệ oai phong của Long Hồn thì không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Một số con thậm chí quá sợ đã ngã quỵ xuống, không còn đứng vững được. Chúng lắp bắp nói: Mày có lòng thần hộ thể sao? Sao lại như vậy được? Mày vốn chỉ là một thằng nhóc con thôi mà." "Chuyện mà chúng mày không biết còn nhiều lắm. Bây giờ thì đi chết hết đi, tất cả cùng nhau sống lên." Long Hồn lao vào trận chiến dẫn đầu. Rồng tả xung hữu đột, một mình quét sạch gần hết đám quỷ hồn. Lần này thì quả thực là chênh lệch trình độ đến số lượng nhiều đến không cứu nổi. Từng đòn vuốt cào, chưởng của Long Hồn đều có uy lực kinh người. Ngay cả những sơ bộ quỷ vương cũng thầm cảm thấy nể phục và phát sợ. Chẳng mấy chốc bằng những đòn cơ bản của Long Hồn mà đồng đội của Khang đã quét sạch gần hết đám quỷ hồn sất sượt kia. Nằm ẩn mình trong một cái ao gần đó, chứng kiến hết tất cả, tên Hắc Giao theo dõi sát sao từng đòn đánh, thế võ của Khang và cả những bùa phép mà cậu đã sử dụng. Với sự xuất hiện của Long Hồn làm cho Hắc Giao có đôi phần phấn khích. Hắn khẽ nở một nụ cười âm độc: "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao, đồng loại." Sau khi con trung bộ quỷ vương đã hồn phi phách tán dưới nanh vuốt của Long Thần,
Khang bây giờ mới chống kiếm xuống, ngồi bệt dưới nền sân. Đám quỷ còn con đó bị tao giết hết rồi. Mày còn chờ gì nữa mà không ra đây? Hắc Chào, mau ra đây. Long Thần thì rất bình tĩnh trước thái độ nôn nóng của Khang. Nó chỉ lẳng lặng, bình thản nói: hắn vốn là đồng loại của tôi, cho nên tôi biết hắn trốn ở đâu. Để tôi bắt hắn ra gặp cậu. Hàng Long Hỏa, xuất chiêu! Ngọn lửa đốt cháy phừng phực trên mặt nước, dù cho ánh lửa đã hắt sáng lên, làm lộ cả thân hình đồ sộ của Hắc Dao. Nhưng hắn vẫn không chịu trồi lên. Khang bực dọc, đứng bật lên mà quát: để con mày chạy cố đến cỡ nào, lửa thì có nước khắc chế, nhưng tao nghĩ điện thì không đâu. Lôi ông phụ đánh xuống cho ta. Đúng là lần này có hiệu quả thật. Chưa cần lôi âm phù đánh xuống thì Hắc Dao đã trồi lên lộ diện. Công nhận là hắn mặt dày phải biết. Hắn lầm lũi bay sát lại chỗ Khang và mọi người đang đứng. Đôi mắt tà ác cứ như đang chực chờ cơ hội ra tay. Hắn nhìn thẳng vào Khang và Long Hùng rồi mở lời: hai đứa chúng mày cũng khá lắm. Giết được hết đám quỷ hồn của tao quả thật không dễ dàng, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Còn trận chiến giữa tao và mày mới gọi là kết thúc, đồng loại à. Long Hồn gầm lên một tiếng thật lớn vào mặt con Hắc Dao rồi đáp: đừng gọi ta là đồng loại, ngươi không xứng đáng để làm Dao Long. Mày là ma dao, là loại yêu đạo mà tao bắt buộc phải loại trừ. Thật nực cười. Làm chính nhân quân tử chờ ngày hóa long như mày thì được gì? Xem tí nữa thì mày bị một thằng thầy pháp trúc gần tu tiên. Nếu không nhờ thằng nhóc này ra tay ứng cứu thì mày nghĩ mày được hóa long hay sao? Tao đã là Dao Long từ khi mày còn là một con cá chép nhỏ xíu. Mày cũng chỉ đáng tuổi cháu chắc của tao thôi. Con chồng chỉ được mỗi cái danh hảo ở đó mà to mồm sao? Long Hồn toàn thân vàng ống cuộn mình lên giận dữ. Đôi mắt đã đổi màu từ xanh sang đỏ. Điều này chứng tỏ Long Thần đang cực kỳ phẫn nộ. Và nó cũng báo hiệu rằng một trận chiến long trời lở đất sắp sửa diễn ra. Khang thì đang tận dụng thời gian quý báu này để tự vận công hồi sức. Cậu trỏ kiếm vào Hắc Dao, dõng dạc tuyên bố: hôm nay mày không chết thì tao vong. Tuyệt đối không có chuyện cả hai cùng sống trên đời đâu. Được thôi, nếu đã là một chọi một thì bọn trắc rưỡi này cũng không nên hiện diện ở đây. Để tao giúp mày dọn dẹp chút. Hắc Dao bật cười lên một nụ cười gian trá. Nó cuộn mình lên cao rồi thổi bùng ra một ngọn lửa ma hỏa. Ngọn lửa đen thiêu rụi hết toàn bộ thiên binh và những phần phân thân còn sót lại của Khang. Chỉ còn lại bốn vị sơ bộ quỷ vương vẫn sống sót, chống cự qua được đòn ác hiểm vừa rồi. Do tình huống quá nhanh, Khang không tài nào phản ứng kịp. Cậu cắn chặt môi, siết tay mạnh thanh kiếm. Hắc Dao nhìn Khang với vẻ mặt đầy tội nghiệp, quay qua nhìn sang bốn vị quỷ vương trúng ma hỏa đang trọng thương. Hắn ta khiêu khích: bốn đứa ăn hại này dẹp qua một bên đi. Bây giờ là trận chiến cuối cùng của tao với mày. Long Hồn, thằng nhãi ranh, cùng lên đi. Long Thần gầm lên một tiếng vang trền rồi lao vào. Khang quay sang nhìn bốn vị quỷ vương đang ngồi ngớp, sắp hồn phi phách tán. Trong lòng nó chợt bùng lên lửa giận. Nó dậm mạnh chân xuống đất rồi lao đến tấn công. Hai con rồng, một vàng một đen, một chính một tà, đang vờn nhau kịch liệt trên không trung. Tiếng trọng gầm vang lộng đất trời, nước lửa phun ra thành chùm lẫn lộn. Khang ở dưới đất khai tiễn rồi cũng bắn lên theo. Từng đợt mũi tên cứ lao vung vút đuổi theo Hắc Long. Long Thần cuộn mình tung ra liên tiếp hai chữ. Hắc Long cũng chẳng vừa, dùng ma lực liên tục đánh tới. Đạo phép va chạm vào nhau, nổ tung trên không trung. Lửa khói mịt mờ, sấm chớp trền vang. Tất cả như đang hòa quyện vào, tạo nên một cảnh chiến đấu ác liệt.
mà chắc hơn trăm năm nay chưa từng có. Sau đám khói bụi mịt mờ vừa tản ra kia, Hắc Dao nhìn Long Thần một hồi rồi nói: mặc dù mày bây giờ là Long tộc, nhưng sức mạnh vẫn còn thua tao xa. Vậy sao? Để tao cho mày xem cái này. Long Thần thu mình rồi phóng tới thật nhanh như một mũi tên, tốc độ phải nói là xé gió. Hàng trăm đoàn công kích nhắm vào Hắc Dao và đánh tới lia lịa. Hắn ta dùng ma thuật tự tạo cho mình một bức tường lửa để bảo vệ bản thân. Khang ở phía sau cũng dùng cung bắn vào nhưng không ăn thua. Anh liền lấy ra hai đạo kim phụ rồi nói: muốn chè chắn sọt, để tôi xem mày chế được bao lâu. Long Hùng, đón lấy cái này. Thiên Long Kim Căng Trắc khai. Hai lá phù bay lên không trung tiến lại chỗ Long Hồn. Sau đó chúng biến thành một đạo hào quang quấn lấy hai chi trước của Long Hồn. Lập tức Long Hồn đã có một bộ móng dài và sắc bén. Bộ móng vuốt còn có thể tụ tiên khí rồi đánh tới như một dạng vũ khí tầm xa. Long Hồn khẽ nhìn, gật đầu rồi tung ra đòn công kích. Như thế này thì xem người đỡ kiểu gì đây. Hàng Long Kích tấn. Từng cú đấm, cú chưởng của Long Hồn bây giờ đã tăng lên uy lực rất nhiều. Hắc Dao bung bức tường lửa sang một bên rồi nói: thử xem chúng mày có bao nhiêu chiêu. Ma Long Thần Khí triệu hồi. Vừa dứt câu nói, khắp người Hắc Dao cũng xuất hiện một bộ giáp trọng che kín người, cũng có cả một bộ móng mới tỏa ra hắc ám vô cùng. Khang vội vàng lục tìm bùa ngay xuất lên cho Long Hồn rồi hô: Thiên Long Kim Căng Giáp xuất trận. Thần Long bây giờ đã xuất hiện trên người một bộ giáp trọng óng ánh. Cả hai bên nhìn nhau rồi lại lao vào nhau chiến đấu ác liệt. Hắc Long vừa đánh vừa cười lên gian trá, liên tục tung đòn khiêu khích Long Hồn. Chỉ như thế này thôi sao? Tên hậu bối không biết trời cao đất dày, mày thua tao đến 800 năm đạo hạnh đó. Cho dù thằng nhãi tranh đó có cho mày bao nhiêu bùa phép thì cũng vậy thôi. Càng nói hắn càng công trác rất ác liệt. Long Hồn phải vừa né vừa lui, không còn có thể đánh ngang hàng nữa. Khang đứng dưới chỉ biết theo dõi chứ tạm thời chưa biết làm gì. Trong lòng vô cùng khó chịu, anh ra hiệu cho Long Thần rồi nói: quay lại đây, đưa ta lên chứ. Long Hồn bay vọt xuống đất, Khang vội nhảy lên trên đầu rồi ra hiệu bay lên. Bây giờ cả ba đang lơ lửng trên không trung. Mọi người ở dưới theo dõi đều hồi hộp đến trước tim ra ngoài. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, Khang sẽ từ trên cao rơi xuống và chết rất thê thảm. Khang chẳng mấy quan tâm, cậu dương kiếm gỗ đào lên chỉ mặt Hắc Dao rồi quát: tới đây, Kim Căng chỉ thuật xạ Long Tiễn khai. Lần này thì hai tay của Khang giống như hai khẩu súng. Khang bắn liên tục những luồng đạo pháp khổng lồ về phía Hắc Dao. Hắn vô cùng bất ngờ và lúng túng. Chớp lấy cơ hội, Long Thần cũng bồi thêm một ngọn tam muội chân hỏa kèm theo hai cước. Hắc Dao bị đánh bật ra xa thật xa. Khang lấy ra tiếp một đạo kim phù: Chốc Yêu Sát Quỷ Phù khai. Luồng đạo pháp bắn ra một đường dài công kích. Hắc Dao cố gắng dùng vuốt trọng chống đỡ. Khang nhếch miệng rủa thầm: nếu phân thân thuật dùng được thì chắc cái này cũng dùng được. Ảo ảnh phân tán, gương nhân đôi biến. Một tấm gương nhỏ xuất hiện trước mặt Khang. Cậu hùng hồn nói: đoạn này sẽ là đoạn kết thúc. Hàng Long Chưởng tất sát. Khang và Long Hồn cùng tung chưởng đánh tới. Chưởng lực đi qua gương nhân đôi, làm cho sức mạnh tăng lên gấp đôi. Một luồng đạo lực khủng khiếp đang lao đến như bay. Trong tình thế nguy cấp, Hắc Dao chẳng thể né tránh được đòn công kích cực đại như thế. Hắn hoảng hốt và kêu lên: không, không đợi nào. Bùm lên một tiếng thật lớn, lửa cháy trên không trung mịt mù. Khang thở hổn hển nhìn theo đám khói đen kịch.
vừa ôm ngực vừa nói. Chúng ta thắng rồi sao? Khang quỳ xuống trên đầu của Long Thần. Long Thần cũng thở ra từng hơi hổn hển vì kiệt sức. Cứ ngỡ như mọi việc đã xong, chiến thắng cận kề. Nhưng không, Hắc Giao vẫn lù lù xuất hiện sau lớp khối mù dày đặc. Bộ ma giáp của hắn cháy lên vần vật. Nó chỉ tổn hại bộ giáp chứ chưa ảnh hưởng gì đến Hắc Giao. Khang Thất Thần im bặt đi. Hắc Giao nhìn cả hai, cười lên một cách đầy thoá mạ và ngạo nghễ. Thì ra chỉ có như vậy. Tụi mày thua rồi. Đó là toàn bộ sức mạnh của Long tộc sao? Đó là toàn bộ sức mạnh của dòng họ Phan uy trấn 12 đời hay sao? Không, không thể nào. Không hề hấn gì với hắn ta sao? Hắc Giao khạc nhẹ một cái rồi gạt tay tiếp lời. Chơi vậy đủ rồi, để tao đưa tất cả về chính suối. Chết hết đi. Hắc Giao lao tới như một phi tiêu. Hắn tung đòn liên tục một cách thật dữ dội. Mỗi cú đấm, mỗi cước, mỗi đòn tung ra cứ như là trời giáng. Khang và Long Hồn phải cố gồng mình luồn lách và chống đỡ. Hắc Giao vừa gào lên vừa tấn công. Bọn mày né tránh mãi được hay sao? Đón nhận cơn thịnh nộ của sức mạnh đi. Mà lòng bái vĩ, đánh. Diệt tiền cước, đánh. Cứ mỗi chữ đánh là một lần hắn tung đòn tấn công cực liệt. Khang đứng trên đầu Long Hồn, cố gắng gia trì chú pháp mà chống đỡ. Long Hồn đang bị ép đánh quyết liệt, trên người đã có không ít vết thương. Hắc Giao tung buốt đấm thẳng vào đầu Long Hồn. Khang từ trên cao té bật xuống dưới. Trong lúc đang chơi trên không trung, Khang còn bị hắn ta bồi thêm hai chưởng lực nữa. Cơ thể gần như đã tan nát xương cốt. Khang chờ đợi cái chết đến với mình. Chắc nghĩ không còn khả năng cứu được dòng họ nữa rồi. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Khang nghe tiếng nói của ông Cố vang lên. Tao biết chắc đường nào cũng tới cảnh này mà. Đánh như vậy không thắng được đâu. Hãy đâm vô giữa trán của nó thật mạnh, là nơi có lòng não của nó. Cơ hội chỉ một lần thôi đó. Đâm không trúng thì lát nữa trên trời gặp ông nghe con. Bịch một tiếng, Khang cảm giác như mình đã rơi xuống đất. Nhưng mà hình như là không phải. Bốn vị sơ bộ quỷ vương dùng chút hơi tàn lực kiệt cố bay lên đỡ cho Khang một mạng. Trong giây phút yếu ớt thấp thỏm, Khang còn nghe thấy mấy lời động viên của họ rất rõ. Chủ nhân à, không được bỏ cuộc, phải chiến đấu tới cùng. Lời động viên ấy hình như thúc đẩy được sức mạnh trong anh. Khang đứng dưới đất một mình, khắp cơ thể toàn là máu với âm khí vây quanh. Lời nói của Cố và các vị quỷ vương vẫn văng vẳng bên cạnh. Cậu quay lại phía sau lưng nhìn mọi người, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Lần này sẽ là lần cuối cùng. Thành hay bại, sống hay chết đều phụ thuộc tất cả vào đây. Với năng lực hiện tại của mình thì không thể nào phát động được lá bùa đó. Nhưng cũng phải thử một phen. Mình sẵn sàng chết để giữ lấy cơ hội bình yên cho mọi người. Khang lấy ra một đạo lam phù vẫn còn đang nhấp nháy phù văn. Cậu đặt nó khẽ lên trán rồi cố gào thật to. Thúc động lam phù, hiệu triệu thần binh, hàng yêu thần kích, xuất trận. Khang ném lá bùa thẳng lên trời. Cậu cảm giác như ngực của mình muốn nổ tung ra, nhưng vẫn cố hạ tấn, thật vẫn quyết tâm đến giây phút cuối cùng. Lá lam phù bay lên không trung một lúc rồi cũng phát sáng trước sự chứng kiến của tất cả. Vầng đạo quang màu lam sáng chói làm lóa mắt cả Thần Long và Hắc Giao. Nó biến thành một cây trường kích dài tầm 2 thước rồi rơi vào tay Khang. Cầm trên tay thanh trường kích, Khang hô to kêu gọi. Long Hồng, cho tôi lên. Long Hồng chỉ còn lại chút sức lực nhỏ nhoi, cũng cố giúp Khang trèo lên người.
rồi tiến đến đối mặt với Hắc Dao. Hắn thấy Khang cầm trên tay trường kích thì ngạo mạn cười thoá mạ. Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn hoàn cố sao? Phải cố chứ, cố cho đến khi chết luôn kìa. Khang thều thào với thần Long một cách mệt mỏi nhưng cũng đầy tự tin. Long Hồn, ngài có dám đồng hành cùng ta chết hôm nay hay không? Mạng tôi là do chủ nhân cứu vậy, có gì không dám. Khang hét lên vang trời, tiếng thét làm chấn động cả trời xanh, sét nổ âm trời, cây xanh ngã đổ. Tốt, lao đến hắn đi, lao đến rồi cả ba cùng chết. Tuân lệnh. Hắc Dao, ta đến với mày đây. Khang đứng trên đầu Long Hồn, đang lao đến quyết đoạn sinh tử với Hắc Dao. Hắn ta cũng giang tay ra đón đánh. Đoạn cả hai bên gần chạm nhau, Khang mới cầm trường kích phi lên thẳng vào đầu của Hắc Dao. Khang ngồi trên đó, cố bám chặt lấy chiếc vẫy của hắn ta. Hắc Dao lúng túng gầm lên. Mày leo lên lưng tao làm gì? Cút xuống ngay! Làm gì sao? Cùng mày chết chứ làm gì? Khang quay nhìn xuống đất, nhìn ba mình, nhìn các bác một lần cuối. Mọi người, vĩnh biệt. Còn bây giờ thì cùng chết với tao. Khang dồn sức đâm thật mạnh cây trường kích vào đầu con Hắc Dao. Nó lộng lên, lộng trời đau đớn, không ngừng gào thét liên tục. Không, không đời nào, tao không thể chết theo cách này được. Có thể đó. Khang tung quyền đánh mạnh vào đuôi cây kích, làm cho nó đâm sâu thêm hơn nữa. Hắc Dao càng kêu gào thảm thiết hơn, mắt nó lồng lên sòng sọc, lưỡi kéo dài ra. Khang thấy vậy, tung đòn quyết định. Lôi âm phù, đánh! Lôi âm phù đánh xuống liên tục hơn 10 tia sét. Hắc Dao trúng sét nhiều, cơ thể đột nhiên nổ tung. Mọi người bên dưới nhìn theo mà bật khóc lên. Không, Khang à, con đừng chết mà Khang. Long Hồn từ từ hạ xuống đất. Hắc Dao đã chính thức bị tiêu diệt, nhưng Khang cũng phải đi theo. Có lẽ sau khi nổ tan tành, Khang cũng đã đồng quy vu tận chung với hắn ta. Ông Mười như gục xuống, không tin rằng con trai của mình đã chết. Ông ngồi bật xuống sân mà bật khóc lên. Nhưng bỗng hình như cảm nhận đằng sau lưng có bàn tay đặt lên vai mình. Vội quay mặt ra sau, ông Mười thấy Khang đang ngồi đó, nhìn ông cười rồi nói. Con chưa chết mà bà, sao bà khóc dữ vậy? Bà nói cha cái thằng mất dạy này, tao tưởng mày nổ bành xác rồi chứ. Sao mà chết dễ vậy được? Bà nhìn xem ai nè. Rồi Khang phẩy tay một cái, hào quang dần kết tụ lại thành một hình ảnh sinh động. Ông Mười cùng các bác khác vừa thấy thì đã hớt hải kêu lên. Ông nội! Hình ảnh hiện lên chính là ông cố của Khang. Ông lấy cây gõ nhẹ đầu ông Mười rồi quở. Cái thằng mất dạy kìa, sao mày chửi vợ tao? Dạ, con đâu có. Sao không? Mày mới chửi thằng Khang là bà nội cha mày, mày là cha nó, thì bà nội của mày là vợ tao chứ ai? Ông Mười ấp úng nói không nên lời. Thấy cháu mình đã biết lo, biết sợ, ông trở lại cười tươi rồi bảo. Giỡn một chút cho tụi bay vui thôi, chứ tao không có trách gì đâu. Vừa rồi tao cứu thằng Khang đó, mạng của nó chưa tận mà chết trẻ, đi làm quỷ ngoài đường á thì tội nó quá. Thôi tao cho nó thêm một mạng nữa luôn đó. Tao mượn con mày làm giúp tao một chuyện, bây giờ tao trả lại nguyên vẹn rồi đó nha. Không có quở tao à? Dạ, con nào dám đâu nội. Nhưng mà con trồng đen đó chết rồi hả nội? Ý chết, Khang à, mau lấy cái bình hỗn độn thu hết hồn khí của hắn lại, để đề phòng hậu quả của kẻ cao tài hộ sinh hắn lại thì khổ đó con.
Khang vâng dạ, rồi lấy bình hỗn độn thu lại ngay. Ông Cố nhìn Khang rất hài lòng, vỗ vai cậu mấy cái, rồi căn dặn: "Ai, đồ ông cho đó, còn nhớ giữ kỹ mà xài. Còn sách của ông cho, nhớ từ từ mà học. Con ráng làm trạng danh nhà mình nghe con. À còn cái này nữa, bình hỗn độn và ấn chưởng môn đó, con coi trả lại cho Mao Sơn Quỷ Môn đi nha. Dù gì cũng là đồ của người ta. Tính ra nhà mình với họ cũng là sư huynh đệ độc môn, lấy đồ của nhau e không tiện đâu." "Dạ cô, con nhớ rồi." Ông Cố nhìn sang Long Thần vẫn còn đang bị cháy vẫy. Ông lấy ra một viên ngọc xanh lớn rồi bảo: "Còn con, cho con nè, nuốt vô rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Không có mày chắc thằng cháu tao ngấm gà quả thần rồi. Cảm ơn nhiều nha." Long Hồn cũng cảm ơn, rồi nhanh chóng hưởng dụng lấy viên ngọc xanh kia. Sức lực cũng đang dần dần được hồi phục, nó nhập trở lại vào người Khang để nghỉ ngơi. Hình xăm rồng lại hiện ra sau lưng của cậu. Ông Cố tấm tắc cười: "Chà chà, cái hình xăm đẹp thiệt ha. Nếu được, ông mày cũng muốn có một cái à." Mọi người đều vui vẻ cười xòa. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc đi. Vừa hay cũng là ngày cuối cùng trong năm. Khang hạnh phúc mà ôm chầm lấy mọi người. Ông Cố thấy vậy liền trêu: "Ôm ấp cái gì? Trời sáng rồi kìa, coi nấu cúng tất điện đi, cho tao thưởng thức một bữa coi." "Vậy thôi ông Thăng à, tụi bay ở lại ăn Tết vui vẻ nha." Ông Cố cười hổ rồi thăng thẳng lên trời. Hình ảnh mờ dần rồi biến mất hẳn đi. Ngoài kia mặt trời cũng vừa lên. Ánh nắng của ngày cuối cùng trong năm hôm nay thật ấm áp và bình yên đến diệu kỳ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hắc Giao Long của Phan Thành An. Truyện này với truyện Miếu Giao Long Huy Phát thời gian trước sẽ là một cặp truyện của An, viết về cái hành trình của cậu pháp sư trẻ tên là Khang. Chúng ta thử biết là trong những cái thể loại truyện như thế này thì đôi điều sẽ có những cái yếu tố nó rất là hư cấu. Nó khác hẳn với, nó không phải là thể loại truyện ma dân gian hay là truyện ma có thật. Vì vậy Huy mong quý thính giả hãy chấp nhận, hãy thưởng thức nó trên tinh thần là một bộ truyện mang hơi hướng nó hư cấu một chút xíu. Nhưng mà những cái tình tiết trong đó Huy thu âm từ đầu đến giờ thì cảm thấy nó rất hấp dẫn và lôi cuốn. Tình tiết mạch lạc diễn ra nó rất liên tục và không có cái khoảng bị lan man ra ngoài, rất là hay. Chúng ta cùng nhau chờ đón những tác phẩm khác của Phan Thanh An nhé. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của em ấy, nhớ đừng quên hãy nhấn theo dõi hoặc là kết bạn trang Facebook của An. Quý có để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.